Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Tập 197. Chương 1961 thoát thân. Nhưng Bảo Hoa thấy cảnh này chỉ hời hợt bắt một pháp ấn cổ quái. Một thanh âm muộn hưởng phát ra. Hồng sắc cự hoa bên dưới cự đại thạch nhân xoay tròn một cái rồi từ đó liên tiếp bắn ra hai đạo quang trụ trong suốt. Mỗi đạo quang trụ này đều sáng long lanh, phẳng phất như thực thể. Hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh như điện quang hỏa thạch, chỉ chật lóe liền đánh tới trước người hai cự nhân. Hai cự nhân cả kinh, thân hình lập tức vừa động muốn né tránh nhưng đã trễ. Hai đạo quang trụ cơ hồ không quan tâm đến hộ thể linh quang của hai cự nhân, chợt lóe liền nhập vào trong hai thân hình khổng lồ không thấy bóng dáng. Hai cự nhân kinh sợ gầm nhẹ một tiếng, trên người bỗng nhiên lóe ra bạch quang, từng đóa hoa thủy tinh từ trên chắn phóng ra, cơ hồ trải rộng toàn thân. Hai cự nhân trong khoảnh khắc liền bị một tầng tinh thể thần bí đóng cứng lại, không cách nào nhúc nhích được. Nhìn hai thạch cự nhân trong cự đại tinh thể, Bảo Hoa không chút biểu tình phất tay một cái. Nhất thời bạch quang trên cự đại tinh thể chợt hiện rồi bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ một lát liền biến nhỏ bằng nắm tay, rồi bị nữ tử này dễ dàng thu vào tay áo. Chúc mừng đại nhân có thể diệt sát đại địch. Lúc này, Hắc Ngạc ở một bên mới hồi phục tinh thần lại, vội tiến lên trước hai bước lấy lòng nói. Ba người bọn họ bất quá chỉ là ba khối hóa thân của huyết quang, không thể coi là đại địch được. Nhưng thật ra sáu đại hóa thân của lục cực đều là trợ thủ đắc lực của ả. Nay bị ta bắn một phát, không mất hơn trăm năm thì đừng nghĩ đến chuyện khôi phục lại như ban đầu. Bảo Hoa thản nhiên nói, vậy sao đại nhân không đuổi theo các nàng giết tất cả đi? Hiện tại là cơ hội khó có được. Hắc Ngạc cẩn thận đề nghị nói, không cần thiết. Lục cực nếu đã liều mạng hao tổn nguyên khí để thoát khỏi huyễn nhật của ta thì khẳng định sẽ tiếp tục thi triển thần thông bảo mạng khác mà phi độn xa hơn vạn dặm. Cho dù ta toàn lực đuổi theo thì khả năng bắt được cũng không quá cao. Hiện tại, chuyện thiên đàm hoa quan trọng hơn. Nếu không vạn nhất khiến tên gia hỏa kia chuồn mất thì sau này càng mất nhiều công sức hơn. Đi thôi. Bảo Hoa suy nghĩ sơ thoáng cái, liền quyết định nói. Vâng, thuộc hạ tất cả đều nghe theo đại nhân phân phó. Đại hán cung kính đáp ứng. Tiếp theo, cự hoa dưới thân Bảo Hoa rung lên một cái. Lần nữa thả ra phấn hồng hà quang bao phủ hai người lại, thoáng cái liền biến mất trong hư không. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chỗ này vừa nãy vô cùng náo nhiệt lại trở nên trống không, không còn bất cứ bóng người nào. Cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một cái hạp cốc thần bí, hai tòa lôi trận một lớn một nhỏ chấp động ngần quang ầm ầm hiện ra. Hai tòa lôi trận này lồng vào nhau, một trong một ngoài. Mà trung tâm pháp trận bất ngờ có hai đạo nhân ảnh đang lơ lửng. Một người một thân áo bào xanh tung bay trong gió, sau lưng là đôi cánh chớp động điện quang liên hồi. Người còn lại toàn thân đều là lôi điện, hai tay nắm lấy một cái ngân sắc pháp bàn. Đúng là hai người Hàn Lập và Lôi Vân Tử. Hàn đạo hữu, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Khái song trọng lôi quang trận này Lôi Mỗ đã nghiên cứu thấu triệt không còn vấn đề gì. Nhưng dù sao vẫn chưa từng thử qua. Nếu có gì sai làm thì đạo hữu chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà thôi. Ngọc bàn trên tay Lôi Vân Tử chấp động bạch mang chói mắt, toàn thân lượn lờ điện hồ, cười ha ha nói với Hàn Lập, bộ dáng trông có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắc hắc, nếu thật sự là như thế thì Hàn Mỗ cũng đành chịu thôi. Bất quá Lôi huynh dám cùng Hàn Mỗ truyền tống thì sợ rằng cũng có ít nhất 8-9 phần nắm chắc. Nếu Lôi huynh cũng tự tin vô sự thì Hàn Mỗ cũng thế. Huống hồ tại hạ mới vừa rồi đã nghiên cứu thêm thoáng cái về song trọng lôi quang trận này, cảm thấy đích xác không có vấn đề gì lớn. Hàn Lập ở bên cạnh thản nhiên, cười, nói, hừ, tiểu tử ngươi nói thế thì Lôi Mỗ cũng yên tâm, nhưng trên thực tế cũng không phải 100%. Được rồi, có lẽ hai tên kia cũng sắp đuổi tới, chúng ta đi thôi. Lôi Vân Tử sau khi trợn mắt lầm bầm một câu, pháp bàn trong tay bỗng nhiên bắn ra, chớp một cái liền phân biệt nhập vào trong hai tòa lôi trận. Tiếp theo, hai tay hắn nhanh chóng bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú. Tiếng xé gió ầm ầm nổi lên, hai tòa lôi trận bị kích thích, vô số điện hồ bạo liệt trong pháp trận. Ngân sắc điện quang trong lúc nhất thời trải rộng khắp nơi trong lôi trận. Trong tiếng nổ, Lôi Vân Tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng,
mấy đạo điện hồ thô to từ trung tâm lôi trận bắn ra, đồng thời bao phủ hắn và Hàn Lập vào trong. Hai người thoáng cái liền biến mất trong lôi trận. Một khắc sau, hư không gần đó chợt ba động một trận, một đoàn phấn hồng sắc quang hà thoáng hiện ra, lại thoáng một cái biến thành một đóa hoa cự đại. Cánh hoa từ từ mở ra, bên trong tự nhiên là thân ảnh của hai người Bảo Hoa và Hắc Ngạc. Mặc dù lôi trận đã sớm tiêu tán, nhưng ánh mắt nữ tử Bảo Hoa này sau khi đảo qua hư không chỗ lôi trận, sắc mặt không khỏi biến đổi đôi chút. Không gian ba động sao lại hoàn toàn khác xa lúc trước, ngay cả ta cũng không cách nào tìm được vị trí truyền tống. Nữ tử thì thào vài câu, đôi mắt đẹp lần đầu tiên hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Không thể nào, Bảo Hoa đại nhân không phải đã lĩnh ngộ hơn phân nửa pháp tắc chi lực của loại lôi trận kia sao, như thế nào lại thành như thế này? Hắc Ngạc cả kinh, giật mình hỏi. Không riêng như thế, hơn nữa ta còn cảm thấy một tia ấn ký liên hệ nọ đã bị chặt đứt. Xuất hiện tình huống này, hoặc là người nọ đã hồn phi phách tán, hoặc thật sự hắn đã chạy trốn ra hơn ngàn vạn dặm. Nữ tử lắc đầu nói. Vừa nghe nữ tử nói thế, Hắc Ngạc hiển nhiên không khỏi mở to mắt. Trong lúc nhất thời không biết nói thế nào mới tốt. Xem ra không gian ba động lưu lại nơi này hơn phân nửa là do có tên đến sau tham gia. Xem ra bổn tọa đã coi thường hai tên này, chúng thật sự có cách tiến hành truyền tống cự ly xa. Thôi bỏ đi, thiên đàm hoa ngay cả có chút tác dụng với ta, nhưng cũng không đáng để hao ta tổn nguyên khí tiến hành bói toán. Chúng ta đến chỗ nhân tộc thôi, nơi đó có lẽ có linh dược giúp ta khỏi hẳn. Chỉ có thể đến đó, trong phạm vi gần tiến hành bói toán mới hy vọng có được tin tức rõ ràng. Đôi mắt Bảo Hoa chớp động tinh quang, nhưng vẫn không lộ ra vẻ tức giận, ngược lại còn thản nhiên nói. Vừa thấy bộ dáng nữ tử thong thả như thế, Hắc Ngạc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên không dám có ý kiến gì khác. Lúc này thành thành thật thật gật đầu nói phải. Bảo Hoa gật đầu, nhưng đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút khác thường mà ngẩng đầu nhìn về một phía nào đó mà nhíu đôi mắt lại. Nhưng sau khi trầm ngâm một lát lại lắc đầu không để ý tới sự bất an này. Sau đó một chân liền dẫm nhẹ lên cự hoa một cái. Nhất thời hà quang chợt lóe, cự hoa liền mang hai người bay về phía nhân tộc. Cách đó hơn ngàn vạn dặm, trên không trung một cái hồ rộng mênh mông bất chợt truyền ra một tiếng sét đánh. Theo đó, vô số ngân sắc điện hồ tử hư không bắn ra, trong nháy mắt hình thành một tòa lôi trận thật lớn không ngừng quay cuồng co giãn bất định trên không trung. Ầm ầm, trong lôi trận phát ra điện quang chói mắt, thân ảnh Hàn Lập và Lôi Vân Tử chợt lóe hiện ra. Hai người sau khi nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không sai, song trọng lôi quang trận đích xác đã đưa chúng ta ra xa ngoài ngàn vạn dặm, cái cảm giác lúc nào cũng bị người ta giám sát trên người đã biến mất. Bất quá để an toàn, chúng ta nên chia tay tại đây, ai đi đường nấy. Vẻ vui mừng trên mặt Lôi Vân Tử thu lại, không chút khách khí quay lại nói với Hàn Lập một câu. Hàn Mỗ cũng đang có ý này. Đáng tiếc, song trọng lôi quang trận phải có hai người cùng khu xử lôi trận thì mới thi triển ra được. Nếu không thì đây đúng là một thủ đoạn tuyệt diệu để giữ mạng. Hàn Lập gật đầu, có chút đáng tiếc nói. Hắc hắc, trên đời nào có chuyện hoàn mỹ mười phần. Lúc này đây chúng ta lại gặp nhau, rồi cùng chạy thoát khỏi đại địch đã xem như tạo hóa không nhỏ. Tục ngữ có câu, gặp đại nạn không chết thì tất có phúc về sau. Sau này nói không chừng còn có chuyện tốt đang chờ ta và ngươi. Dị sắc trên mặt Lôi Vân Tử chợt lóe, cười to nói. Không cần đợi đến sau này, đạo hữu có được thiên đàm hoa đã là phúc lớn rồi. Hàn Lập nhìn Lôi Vân Tử, đột nhiên cười rộ lên, nói. Như thế nào? Hàn huynh đệ cũng hứng thú với thiên đàm hoa sao? Lôi Vân Tử trừng mắt, nửa cười nửa không, nói. Lôi huynh nói sai rồi. Thiên đàm hoa mặc dù tốt, nhưng đáng tiếc lại tương khắc lớn với công pháp ta sở tu, cho nên ta cũng không quá hứng thú. Được rồi, Hàn Mỗ đi trước một bước, hy vọng ngày sau có thể gặp lại đạo hữu. Hàn Lập ngáp một cái phủ nhận, sau đó lập tức chắp tay cáo từ. Vậy Lôi Mỗ cũng chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Trong lòng Lôi Vân Tử thả lòng, trên mặt tươi cười chắp tay nói với Hàn Lập. Hân Lập không nói thêm gì mà khẽ gật đầu, toàn thân đại phóng thanh quang rồi trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Lôi Vân Tử chờ sau khi độn quang Hàn Lập biến mất cuối chân trời thì mới hóa thành một đạo ngân quang bay về hướng ngược lại. Hàn Lập trên đường không chút dừng lại,
một hơi bay xa khỏi nhân tộc 3 ngày 3 đêm tới không trung một dãy núi đá hoang vu. Khi này hắn cảm thấy không có khả năng bị truy binh phát hiện thì mới dừng độn quang rồi hạ xuống sườn núi. Vừa bay hạ xuống hắn vừa bắt quyết niệm chú. Theo đó toàn thân hắn được một tầng hoàng quang bao phủ lại. Sau đó trực tiếp tiến nhập vào trong núi đá không thấy bóng dáng. Chỉ một lát sau, Hàn Lập bỗng xuất hiện trong một động quật ở phía trong lòng núi. Hai tay áo huy động, hơn 10 cây trận kỳ hóa thành từng điểm linh mang bắn ra, chợt lóe lên rồi tất cả đều tiến nhập vào hư không gần đó không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một tầng bạch quang mờ nhạt bỗng nhiên xuất hiện bốn phía động quật, đem nơi đây bao phủ nghiêm ngặt lại. Lúc này Hàn Lập mới thở dài một hơi, sau đó mới ngồi xếp bằng trên một tảng đá trong động quật. Tay vừa lật, 7-8 bình ngọc lớn nhỏ khác nhau hiện lên mà lơ lửng trước người. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng từ ngọc bình lấy ra 10 mấy viên đan dược màu sắc khác nhau. Sau khi nuốt vào liền nhắm mắt lại, hai tay bắt quyết vận công rồi tiến vào trạng thái nhập định. Hiện tại hắn chẳng những muốn khôi phục pháp lực gần như khô kiệt trong người, mà còn muốn luyện hóa tất cả di chứng của việc nuốt sống linh dược trước kia. Mà một lúc làm hai chuyện nếu không hao phí 2-3 tháng thời gian thì căn bản là chuyện si tâm vọng tưởng. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1962 Luyện Hóa Thuật. Thời gian nhập định lần này lại mất đến 2 tháng. Một ngày kia, hắn lần nữa mở hai mắt ra. Hậu hoạn trên người chẳng những đã hoàn toàn giải trừ mà pháp lực thần khí cũng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Lúc này, Hàn Lập mới thật sự khôi phục lại sự trầm tĩnh như trước. Giờ phút này cho dù thánh tổ ma tộc như Nguyên Sát tìm tới cửa thì hắn cũng tự tin có thể đánh một trận. Sau khi tỉnh lại, Hàn Lập chỉ trầm ngâm một lát, tay vừa lật. Một bạch sắc mộc hạp và một lam sắc ngọc bình cùng hiện ra. Kim quang trong tay chợt lóe, bạch sắc mộc hạp nhất thời bị một tầng kim quang bao vây, tự động bay lên lơ lửng giữa không trung. Hàn Lập nhìn lam sắc ngọc bình còn lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Hỗn độn nhị khí danh tiếng sớm đã nghe qua, không nghĩ được lại có ngày đoạt được linh vật này. Nếu có thể luyện hóa nó, thì tiến giai hợp thể hậu kỳ hơn phân nửa không thành vấn đề. Hàn Lập thì thào nói nhỏ vài câu, tiếp theo búng một ngón tay về phía bình ngọc. Phanh một tiếng, nắp bình tự động mở ra. Trong tiếng xé gió vù vù, một đoàn thanh quang từ đó bay ra, chớp một cái liền bắn nhanh ra, bộ dáng như muốn bỏ chạy. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, một cánh tay mơ hồ chảo một cái lên hư không, nhất thời một cỗ cự lực vô hình bao phủ cả gian động quật. Tiếp đó, năm ngón tay chớp động quang mang rồi kéo trở lại. Thanh âm suy suy xé gió truyền ra, thanh quang sau khi run lên liền bị hút vào tay. Hàn Lập nhẹ thở một hơi, hai mắt híp lại cẩn thận đánh giá thứ trong lòng bàn tay. Chỉ thấy thanh quang trong tay chớp động không thôi. Trong đó lại có hai quang điểm nhỏ bằng hạt đậu, một đen một trắng liên tục chớp động. Làm quang trong mắt Hàn Lập chợt động, pháp lực toàn thân quán chú vào hai mắt. Nguyên bản hai quang điểm có chút mơ hồ, nhất thời hiện rõ trong mắt. Nhưng trong nháy mắt khi thấy rõ hai quang điểm, thân hình hắn khẽ chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mờ mịt, cả người bất động. Sau thời gian một bữa cơm, vẻ mặt Hàn Lập đột nhiên vặn vẹo vài cái, đột nhiên cắn răng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chấn động ngã ngược về phía sau. Thật lợi hại, luân hồi huyễn cảnh thật lợi hại, quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết. Nếu không phải lúc cuối đột nhiên tỉnh lại thì sợ rằng tâm trí vĩnh viễn ở lại trong thế giới của hỗn độn nhị khí rồi. Thân hình Hàn Lập vừa động, lần nữa khoanh chân ngồi xuống nhưng vẻ mặt có chút khiếp đảm, thất thanh nói. Mới vừa rồi đúng là hắn đã dùng minh thanh linh mục quan sát hai tiểu quang điểm ở bên trong hỗn độn nhị khí, cũng chỉ trong nháy mắt liền bị bổn nguyên chi lực trong đó hút vào, thoáng kia liền rơi vào vô số thế giới hư ảo lớn nhỏ khác nhau, khiến cho bản thân không thể tự kiềm chế được. Nếu không phải hắn sớm đề phòng để lại trong cơ thể một đạo, chân lực bạo phát tự động có tác dụng trong thời gian nhất định sẽ mạnh mẽ thức tỉnh bản thân thì sợ rằng sớm đã thân hủ thần diệt mà chờ đến ngày tạo hóa mà chết đi. Mặc dù Hàn Lập chấn kinh không nhỏ, nhưng trong lòng lại không còn bất cứ hoài nghi gì với thứ trong tay. Cũng chỉ có hỗn độn nhị khí trong truyền thuyết kia mới có uy lực đáng sợ như vậy, hiển nhiên không thể nào là giả được. Lúc này,
hắn chỉ cần có phương pháp luyện hóa linh vật này thì việc tiến giai hợp thể hậu kỳ sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay. Hiện tại, Hàn Lập ngay cả khi luôn cực kỳ bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy lòng lại không khỏi hiện lên vẻ kích động. Bất quá trước đó, hắn còn cần phải thực hiện giao dịch với hai lão ma trong chấn ma tòa một phen mới được. Trong lòng tự định giá như thế, một ngón tay đột nhiên chỉ về phía thanh sắc quang đoàn. Sau một tiếng sét trầm thấp vang lên, đầu ngón tay chợt lóe kim quang. Một đạo điện hồ nhỏ xíu bắn ra, chợt lóe liền nhập vào trong thanh sắc quang đoàn khiến quang đoàn bị lôi ngược trở về. Quang điểm đen trắng trong thanh sắc quang đoàn vô cùng tĩnh lặng, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Nhưng trên mặt Hàn Lập lại lộ ra vẻ hài lòng, tay phất về phía lam sắc ngọc bình một cái, nhất thời miệng bình phun ra một cổ bạch hà đem thanh sắc quang đoàn thu lại. Tay áo phất lên, bình ngọc nhất thời đóng nắp lại. Lúc này ánh mắt Hàn Lập mới xoay chuyển nhìn về phía hộp gỗ trên không, sau đó hắn liền há miệng phun ra vô số viên châu, tay lại vỗ lên thiên linh cái rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, trong một khoảng không gian thần bí nào đó, ba động không gian nổi lên, thần niệm hóa thân của Hàn Lập chợt lóe xuất hiện trên trời cao tại phiến không gian này. Sau khi hắn đảo mắt khắp nơi, khẽ cau mày, khắp nơi trong hư không đều mờ mịt, vô số bông tuyết tung bay khắp nơi, nơi đây bất ngờ lại biến thành một phiến băng địa. Bất quá, chưa chờ hắn có cử động gì, hư không phụ cận đã ba động một trận, hai đạo nhân ảnh đồng thời thoáng hiện ra. Một tên mộ thân hắc giáp, một tên một thân đạo bào, đúng là hai lão quái ma tộc Phong Tà và Sa Kỳ Cung. Hai tên này vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, bộ dáng vừa mừng vừa sợ. Phong Tà cười ha ha, trực tiếp hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi như thế nào đến bây giờ mới xuất hiện? Ta và Sa huynh còn tưởng bản thể của ngươi gặp đại hỏa, gặp đại kiếp nguy hiểm gì đó. Hàn mỗ đích xác định sớm gặp lại hai vị, nhưng một năm qua lại gặp vài tên đại địch, bị đuổi giết đến bây giờ mới thoát ly được hiểm cảnh. Hàn Lập cười cười, nửa thật nửa giả đáp. Hàn đạo hữu nếu đã xuất hiện nơi đây thì xem ra hẳn là bình yên vô sự, Sa mỗ xin được chúc mừng. Bất quá, hỗn độn nhị khí nọ, không biết Hàn đạo hữu đê á lấy được hay chưa. Sa lão quái sau khi tùy ý nói hai câu, liền khẩn trương hỏi. Hai vị nếu ở trong chấn ma tỏa thì hỗn độn nhị khí có mất chút nào không hẳn là so với Hàn mỗ càng rõ ràng hơn. Hàn Lập nhíu mày, thản nhiên nói. Vừa nghe Hàn Lập nói thế, Sa lão quái và Phong Tà sau khi nhìn nhau một cái, không giận mà ngược lại lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Ha ha, hai người chúng ta đích xác sau khi chia tay không lâu liền cảm ứng được chấn ma tỏa có chút biến hóa khác lạ, nhưng chúng ta bị vây trong này, chịu hạn chế của cấm chế, đối với cảm ứng biến hóa hết sức mơ hồ nên còn cần đạo hữu chứng thật. Nghe khẩu khí của Hàn đạo hữu thì chẳng lẽ đã thật sự chiếm được hỗn độn nhị khí? Phong Tà vẻ mặt mừng rỡ như hoa xuân, tự nhiên không phát hiện khẩu khí đã trở nên vô cùng khách khí. Mặc dù ở Hoàng Tuyền Địa Hòa có chút biến cổ, nhưng hỗn độn nhị khí đích xác đã lấy ra một ít. Hai vị đạo hữu có hay không cũng nên đem cách luyện hóa nói ra. Hàn Lập trầm ngâm một chút, mới chậm rãi thừa nhận. Nhưng vẻ vui mừng trên mặt Sa Kỵ Cung cũng chỉ hiện ra trong chốc lát liền thu liễm lại, có chút cẩn thận hỏi, không cần vội. Hai người chúng ta mặc dù tin Hàn đạo hữu không nói dối, nhưng đạo hữu có hay không cũng nên lấy hỗn độn nhị khí ra làm chứng. Phong Tà nghe nói như thế, thần sắc vừa động, cũng đồng ý gật đầu. Muốn vật chứng sao, cũng dễ thôi. Hàn Lập hiếp mắt, tựa hồ đã sớm đã đoán trước, lạnh nhạt nói một câu, hai tay đột nhiên phất ra, ầm một tiếng. Một đạo kim sắc điện hồ chợt lóe hiện ra trong lòng bàn tay, lại bị pháp quyết thúc dục, bỗng nhiên một phân thành hai, biến thành hai tia điện bắn thẳng về phía Phong Tà và Sa lão quái. Hai lão ma vừa thấy cảnh này, trong lòng vừa động, cũng không né tránh, hơn nữa một người còn giơ tay bắt lấy, một người thì há miệng hút vào. Hai đạo kim hồ cùng dẹt một cái, một đạo bị Phong Tà trực tiếp dùng tay bắt lấy, một đạo lại bị Sa Kỳ Cung hút vào bụng. Lập tức, hai người này đều nhắm mắt lại, đồng thời cũng đem thần niệm quan sát tia lôi điện vừa chiếm được. Hàn Lập thấy cảnh này chỉ khoanh tay đứng tại chỗ, ánh mắt không chút thay đổi. Bất quá, sau thời gian vài lần hô hấp, Phong Tà và Sa Kỵ Cung liền mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Không sai, mặc dù khí tức vô cùng yếu,
nhưng đích thật là khí tức hỗn độn nhị khí. Xem ra Hàn đạo hữu không nói dối, nếu đã như thế thì chúng ta sẽ thương lượng tiếp theo nên tiến hành hợp tác thế nào. Trong mắt Phong Tả lộ ra một tia hưng phấn, nói, ban đầu không phải đã nói rồi sao? Hai vị đạo hữu giao phương pháp luyện hóa lại cho tại hạ sẽ đem một nửa hỗn độn nhị khí tặng cho hai vị, chẳng lẽ hai vị đã thay đổi chủ ý? Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, thanh âm bỗng lạnh lùng vài phần, nói, Hàn đạo hữu hiểu lầm rồi, hiệp nghị ban đầu hiển nhiên không thay đổi. Bất quá phương pháp thực hiện hiệp nghị cụ thể thì cần cân nhắc cẩn thận thêm một chút. Nếu không, không bằng đạo hữu giao hỗn độn nhị khí ra, trước rồi chúng ta sẽ giao phương pháp luyện hóa sau, thế nào? Sa Kỳ Cung cười hắc hắc, nói, thì ra là thế. Mặc dù chúng ta có ước định, nhưng sự việc quan trọng như thế, đích xác có chút phiền phức. Thần sắc Hàn Lập hòa hoãn xuống, trầm ngâm một chút, nói, cho nên, ta và Phong đạo hữu đã thương lượng với nhau, đã nghĩ ra một cách vẹn toàn cho hai bên, nhưng không biết Hàn đạo hữu có đồng ý hay không. Sa Kỳ Cung chậm rãi nói từng chữ một. Đạo hữu không ngại thì trước tiên nói ta nghe thử một chút. Thần sắc Hàn Lập vừa động, thản nhiên nói, kỳ thật rất đơn giản. Ta sẽ đem quá trình luyện hóa chia làm vài phân đoạn. Trước tiên ta đem phần khẩu quyết thứ nhất truyền thụ cho đạo hữu để đạo hữu phân biệt thật giả trong đó. Nếu sau khi phát hiện là thật thì giao một phần hỗn độn nhị khí cho hai người chúng ta. Cứ làm như thế vài lần cho đến khi hoàn thành. Chắc rằng đến cuối cùng, các hạ sẽ không vì một chút hỗn độn nhị khí mà động đến tâm ma. Mà hai người chúng ta lại càng không vì một chút khẩu quyết còn sót lại mà từ bỏ hỗn độn nhị khí. Thần sắc Phong Tà nghiêm nghị, ngưng trọng giải thích một phen. Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong mắt không ngừng chớp động tinh quang, bộ dáng như đang suy nghĩ cẩn thận về đề nghị của đối phương. Còn hai lão ma vốn tin rằng Hàn Lập sẽ lập tức đáp ứng nhưng thấy ánh mắt hắn như vậy thì trong lòng vẫn có vài phần khẩn trương. Chỉ là hai người đều là kẻ có kiến thức rộng rãi, vẻ mặt hiển nhiên vẫn duy trì thong thả, chỉ chờ phản ứng của Hàn Lập. Đích thật là cách tốt. Được. Cứ dựa theo cách của hai vị mà tiến hành trao đổi. Hàn Lập sau khi thở dài một hơi, thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói. Ha ha, Hàn đạo hữu quyết định cực kỳ sáng suốt. Hiện tại chúng ta nên bắt đầu tiến hành giao dịch thôi. Đây là một phần pháp quyết thứ nhất. Đạo hữu hãy nghiên cứu cẩn thận. Chỉ cần cảm thấy không có vấn đề gì thì, trong vòng 3 ngày nhất định phải mang một phần hỗn độn nhị khí cho chúng ta. Nếu lỡ hẹn không tới thì hai người chúng ta sẽ xem như đạo hữu không muốn giao dịch. Hắc hắc, đến lúc đó các hạ chẳng những phải chịu tâm ma cắn trả mà sau này muốn luyện hóa hỗn độn nhị khí cũng là chuyện si tâm vọng tưởng. Phong Tà mừng rỡ nhưng lại vội nhắc nhở, nói. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1963 Công Thành. Sau khi Hàn Lập gật đầu không có ý kiến gì khác thì đột nhiên Sa Kỳ Cung phất tay lên. Một đoàn bạch quang bắn ra, chỉ sau một cái chớp động liền bay về phía Hàn Lập ở đối diện. Hàn Lập phất tay, vẻ mặt không chút thay đổi hút bạch quang nọ vào tay. Đây rõ ràng là một khối ngọc giản trong suốt trắng nõn. Tại hạ đi trước tìm hiểu pháp quyết, có kết quả thì sẽ trở lại gặp hai vị. Cáo từ. Hàn Lập cũng không lập tức dùng thần niệm xem xét ngọc giản mà trực tiếp ôm quyền nói lời cáo từ. Tiếp theo, toàn thân hắn chợt lóe thanh quang. Thân hình thoáng một chút liền biến thành từng điểm linh quang tiểu tán trong không gian. Sa huynh, ngươi cảm thấy tiểu tử này có giữ lời hay không? Ngay khi Hàn Lập vừa rời khỏi phiến không gian này, Hắc Giáp Đại Hán liền trầm ngâm một chút hỏi lão giả. Bí thuật luyện hóa hỗn độn nhị khí này ngoại trừ chúng ta và huyết quang ra thì thế gian này không có bao nhiêu người biết. Hắn nếu muốn luyện hóa được thì hiển nhiên không thể nào hủy ước được. Ngay cả khi bây giờ lấy ra một chút hỗn độn nhị khí thì chung quy cũng không phải là loại linh vật lập tức gia tăng thực lực lên gấp 100 lần. Càng huống chi hiện tại là lúc thánh tộc chúng ta triển khai thánh tế, đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn càng không thể bỏ qua phương pháp lập tức tăng tiến tu vi này. Sa Kỳ Cung vô cùng tự tin nói, hy vọng sẽ như Sa Huynh nói. Hắc hắc, chỉ cần có hỗn độn nhị khí này, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi đây. Đến lúc đó chúng ta liên thủ lại bắt tiểu tử này, đem một nửa hỗn độn nhị khí khác trong người hắn rút ra. Thời gian ngắn như thế,
hắn hiển nhiên không thể nào chân chính luyện hóa được hỗn độn nhị khí. Hai mắt hắc giáp đại hán sáng ngời, nói, điều này là hiển nhiên. Chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc mà cũng muốn có được linh vật bực này sao? Tiểu tử nọ ngay cả khi cơ trí thì cũng không nghĩ đến ta và ngươi đã phá hết tất cả cấm chế trong trấn ma tòa. Hiện tại chỉ cần hỗn độn nhị khí nữa mà thôi, không cần lâu lắm. Chỉ cần cho chúng ta thời gian nửa năm để luyện hóa sơ bộ hỗn độn nhị khí liền dư sức rời khỏi trấn ma tòa. Hừ, đến lúc đó, tên tiểu nhân huyết quang nọ. Sa Kỳ Cung ngẩng đầu nhìn bầu trời phất phới hoa tuyết. Sau khi hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút điên cuồng, nói, ha ha, hy vọng ngày đó nhanh đến. Phong Tà cũng âm trầm cười. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn ma tòa, Hàn Lập sớm đã thu hồi thần niệm hóa thân. Nguyên Anh cũng chợt lóe trở về thân thế. Mí mắt vừa động, Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt ra. Tay vừa lật, một khối bạch sắc ngọc giản từ lòng bàn tay hiện lên. Hắn không nói hai lời búng tay ra, ngọc giản liền hóa thành một đạo bạch quang bay lên rồi áp vào trán. Nhất thời một cỗ thần niệm cường đại cuồng trú vào trong ngọc giản. Nơi nào thần niệm đi thì đem tất cả nội dung bên trong nhìn không sót thứ gì. Bên trong đích xác có một thiên pháp quyết không đầy đủ, bộ dáng chừng hơn ngàn chữ, mỗi một chữ đều vô cùng huyền diệu, dường như ẩn chứa huyền cơ nào đó. Lúc này, Hàn Lập bắt đầu tìm hiểu pháp quyết, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Thiên pháp quyết này không dài lắm, nhưng lại khiến hắn nhập định đến 2 ngày 2 đêm. Tới buổi sáng ngày thứ 3, Hàn Lập rốt cục thở nhẹ một hơi, thu thần niệm trở về, mà nguyên bản ngọc giản đang áp vào trán chợt lóe quang mang rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh, hóa thành một đống bột phấn tiêu tán trong không gian. Pháp quyết trong ngọc giản hiển nhiên hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng, một chữ cũng không quên. Xem bộ dáng thì pháp quyết này hẳn không giả. Nghĩ rằng hai lão ma kia cũng không động tay chân gì, Hàn Lập thì thào hai câu, trên mặt lộ ra vẻ tự định giá, bắt đầu lâm vào trầm ngâm. Không được, sau khi vừa có phương pháp luyện hóa nhất định phải ném trấn ma tòa trở về ma giới mới được. Mà xem ra cũng không thể đợi lão quái vật lũng ra cùng tiến vào ma giới được rồi. Trước hết phải tìm một tiết điểm giao giữa hai giới rồi ném nó vào trong. Sắc mặt Hàn Lập sau khi âm tình bất định một hồi lâu, bởi vì muốn chắc chắn cho nên ý nghĩ ban đầu dường như cũng có chút thay đổi. Sau khi quyết định như thế, hắn phất tay lên, làm sắc ngọc bình đựng hỗn độn nhị khí lại lần nữa bay ra, đồng thời tay vỗ vào thiên linh cái của mình. Ngay khi Hàn Lập đang ẩn thân tại khu vực man hoang gần nhân tộc, đang từng chút lấy phương pháp luyện hóa với hai người Sa Kỳ Cung, thì Thiên Uyên Thành ở nhân tộc đã bị mấy ngàn đại quân ma tộc vây bắt, đến giọt nước cũng khó thông. Lấy bốn hướng tường thành làm chủ, từng cứ điểm của ma tộc cao mấy trăm trượng đột ngột từ dưới đất mọc lên. Trong những cứ điểm này, ma vân quay cuồng, vô số tinh nhuệ ma tộc mặc ma giáp đứng thẳng. Vô số tòa tháp bay thật lớn cũng di động trên bầu trời đại quân ma tộc. Số ma tháp này được vây quanh bởi vô số phi xa chiến thuyền lớn gấp trăm lần. Mà trong các cứ điểm là những lỗ lớn không đồng nhất, nối tiếp liên miên bất tận. Trong đó có vô số thân ảnh ma thú trùng điệp, như ẩn như hiện. Trong một tòa cứ điểm ma tộc thật lớn, ở trên đỉnh là hơn trăm tên cao giai ma tộc thần sắc khác nhau nhìn về hướng Thiên Nguyên Thành. Cầm đầu là một tên huyết bào thiếu niên. Lúc này sắc mặt của hắn trông rất âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhưng nhìn kỹ thì dường như có hai phân thờ ơ. Mà những cao giai ma tộc khác thì ở hai bên nhỏ giọng nghị luận gì đó. Sau một lát, huyết bào thiếu niên thu ánh mắt lại, miệng thản nhiên nói một câu, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu công thành đi. Hy vọng mấy năm sau bổn tọa có thể chính thức ngồi ở trong Thiên Nguyên Thành. Chúng ta nhất định cố hết sức phụ tá Thánh Tổ Đại Nhân. Những ma tộc khác nghe nói thế, sắc mặt ngưng trọng, đồng thanh nói. Lúc này nguyên bản một gã hồng giáp thị vệ đứng bên cạnh huyết bào thiếu niên đột nhiên cầm một vật trong tay ném lên trời. Nhất thời, một đoàn ngân quang phóng lên cao. Sau khi bay lên cao hơn vạn trượng liền phát ra tiếng nổ ầm ầm. Một cái ngân sắc cổ văn đường kính trăm trượng liền hiện ra trên hư không, đồng thời phát ra ngân mang chói mắt. Phảng phất như hô ứng với cự đại ngân văn này, vô số tiếng hò hét ở bên ngoài Thiên Nguyên Thành đồng loạt nổi lên. Sau một khắc, vô luận phi xa cự tháp trên không trung ma tộc hay là đại quân ma thú trên mặt đất đều ngo ngoe muốn động. Đầu tiên là từng tòa quang trận thật lớn sáng lên,
Tiếp theo vô số quang cầu to như hòn núi hiện lên trên trời. Sau đó phát nổ ầm ầm ra, cuồn cuộn bắn về phía Thiên Nguyên Thành. Nơi nào cự đại quang cầu đi qua nơi đó hư không vặn vẹo chớp lên liên hồi, thanh thế có vẻ cực kỳ kinh người. Mà ma tháp phi xa ở trong ma khí nhất thời cũng bộc phát ra từng đợt công kích, từng đạo quang trụ thô to phẳng phất như xé nát bầu trời, khí thế phô thiên cái địa từ trong ma vân bắn ra. Không chờ cho những công kích này tiếp xúc với cấm chế phòng hộ của nhân tộc thì từ trong Thiên Nguyên Thành liền nổi lên từng tiếng ầm ầm, vô số quang trận bất ngờ hiện lên trên khoảng không tường thành. Ngũ sắc quang hà chớp động, theo đó vô số hỏa cầu, phong nhận, nhũ băng. Đủ loại công kích như thủy triều tuôn ra hóa thành từng trận quang lãng nghênh đón công kích của ma tộc. Trong phút chốc, tiếng nổ long trời lở đất nổ ra trước quang mạc phòng ngự của Thiên Nguyên Thành. Linh quang mãnh liệt sinh ra cơ hồ đem phân nửa bầu trời đen kịt chiếu sáng rực lên. Trong quang mang chiếu rọi mơ hồ có thể thấy bên ma tộc có từng đội mấy trăm cự mãng lao thẳng về phía Thiên Nguyên Thành. Những ma thú này có con trườn dưới đất, có con từ trên trời lao xuống, cũng có con ở trên cao không ngừng vỗ cánh. Mà đám phi xa cự thuyền thì cũng phát ra tiếng vù vù rồi dần dần áp sát lại Thiên Nguyên Thành. Gần đám cự vật ma tộc này không biết từ khi nào xuất hiện vô số ráp sĩ ma tộc. Có tên dẫm lên ma vân, có tên khống chế ma thú, sắc mặt đều điên cuồng. Đến lúc này, đại quân ma tộc thật sự đã chính thức công kích Thiên Nguyên Thành. Sâu trong một khu rừng tối đen như mực, một nữ tử xinh đẹp da trắng như tuyết mặc một bộ giáp đen khoanh chân ngồi dưới tảng cây lớn nhắm mắt điều tức. Bên cạnh nàng là một nữ tử thướt tha mặc lam sắc cung trang, vẻ mặt lo lắng chờ đợi một bên. Đúng là nguyên sát. Không biết trải qua bao lâu, hắc giáp nữ tử nhẹ thở dài một hơi, mở hai mắt ra. Lục Cực tỷ tỷ, sao rồi? Thương thế đã khỏi hẳn chưa? Nguyên sát vui mừng, vội hỏi. Khỏi hẳn. Lạc Nhật chân diễm của Bảo Hoa nếu dễ khu trừ như thế thì năm đó danh tiếng đứng đầu thánh giới há là trò đùa. Mặc dù đã dùng một số linh đan, nhưng bất quá cũng chỉ miễn cưỡng ngăn chặn thương thế mà thôi. Trừ phi trở về lập tức bế quan trăm năm, nếu không thì đừng nghĩ đến việc hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá, pháp lực của Bảo Hoa cũng chưa khôi phục lại hoàn toàn, nếu không ta cũng chỉ là một hóa thân. Sao có thể chạy thoát khỏi Lạc Nhật tiễn? Hắc giáp nữ tử thản nhiên nói. Đúng là thế, bất quá ngay cả như vậy, dưới tình huống bản thể không thể phủ xuống, đơn độc đánh nhau thì chúng ta vẫn như trước không chịu nổi một kích. Nguyên sát nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, nói. Đó là dưới tình huống một đánh một, hiện tại Bảo Hoa đã không còn là thánh tổ thánh giới, chúng ta có đại quân trong tay, không cần cùng nàng ta đơn đả độc đấu. Bất quá, sau khi trở về ngươi không được đi một mình, chỉ có đứng trong đại quân mới an toàn. Lục Cực hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, nói. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Bất quá dựa theo tính cách Bảo Hoa thì dường như cũng không có cố ý tìm chúng ta gây phiền toái. Dù sao cho dù giết mấy hóa thân chúng ta thì đối với tình cảnh của nàng ta cũng không có lợi gì. Nàng ta biết rõ thánh tế đã bắt đầu, còn dám xuất hiện nơi đây thì hơn phân nửa là có mục đích khác. Nguyên sát sau khi ngẫm nghĩ một chút, thận trọng nói. Có mục đích khác, còn có thể có mục đích gì chứ? Hiện tại mục đích lớn nhất của nàng ta chính là khôi phục thương thế và pháp lực. Hắc giáp nữ tử cười lạnh nói. Vậy thì chắc là khôi phục pháp lực rồi. Bản thân Bảo Hoa cũng là thần toán sư có chút danh khí ở thánh giới. Chẳng lẽ xuất hiện ở đây cũng là vì chuyện này? Những thứ khác hẳn là không đáng để nàng ta mạo hiểm. Hắc giáp nữ tử ngẩn ra, lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Có lẽ thật sự là thế. Nhưng, chờ sau này rồi hãy thảo luận cụ thể. Hiện tại ta mang tỷ tỷ trở về nhân tộc. Chỉ cần cùng một khối hóa thân khác của tỷ tỷ hội họp thì hiển nhiên không còn lo lắng gì nữa. Nguyên sát gật đầu, đề nghị nói. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1964 Tái nhập Mộc tộc. Lúc này đây ta giấu tai mắt mấy tên gia hỏa khác lén đi tới giới này không phải vì không dám ra tay, mà vì tranh thủ chỗ tốt dựa theo hiệp nghị lúc đầu của Thánh Tổ. Vô luận là ai đánh hạ lãnh địa nhân tộc
đến lúc cuối thành lập cứ điểm của bổn tộc tại linh giới đều chiếm được quyền cai quản một nửa diện tích. Chỗ tốt lớn như thế ta hiển nhiên phải tranh thủ rồi. Hắc giáp nữ tử ngưng trọng nói. Vậy ý tỷ tỷ là? Nguyên sát nhíu mày hỏi. Sau khi trở về ta sẽ dùng tỏa long đan kích thích tiềm lực của khối hóa thân này để pháp lực tạm thời khôi phục. Chỉ cần không phải đối mặt với đối thủ cường đại thì có thể tiếp tục âm thầm ra tay. Hắc giáp nữ tử hơi trầm ngâm, nói. Tỏa long đan, tỷ tỷ chẳng phải vừa nói phải bế quan trăm năm mới có thể làm thương thế chính thức khỏi hẳn sao? Nguyên sát lấy làm kinh hãi. Không sao, muốn đạt được lợi ích lớn thì để một khối hóa thân bế quan ngàn năm cũng không sao. Chỉ cần muội muội ở bên cạnh thủ hộ là được. Phòng ngừa hóa thân này thật sự vẫn là. Hắc giáp nữ tử chậm rãi nói. Tỷ cứ yên tâm. Lần này ta hạ giới nguyên bản là giúp tỷ tỷ hành động. Chỉ là không ngờ lại gặp Bảo Hoa. Nhớ đến tình cũ giữa mấy người chúng ta năm đó, thật đúng là khiến người ta cảm thán. Nguyên sát cười khổ một tiếng, nói. Hừ, nếu Bảo Hoa đã lựa chọn con đường khác với chúng ta thì còn nói đến giao tình gì nữa. Thắng làm vua, thua làm giặc, đó mới chính là vương đạo của thánh tộc chúng ta. Ngày đó nếu chúng ta thất bại thì kết quả tuyệt đối so với Bảo Hoa còn thê thảm hơn nhiều. Hắc giáp nữ tử hừ một tiếng, lãnh đạm nói. Có lẽ là thế, nhưng dù sao Bảo Hoa cũng là một trong tam đại thủy tổ của thánh tộc chúng ta. Nếu muốn hoàn toàn xóa bỏ ảnh hưởng của nàng thì không thể. Không ít người mặc dù bên ngoài không biểu hiện ra, nhưng bên trong vẫn âm thầm trung thành và tận tâm với nàng. Nguyên sát thở dài nói. Thân là một trong những thủy tổ, ảnh hưởng hiển nhiên không phải thánh tổ bình thường có thể sánh bằng. Nhưng dù cho ảnh hưởng có lớn bao nhiêu thì thời gian cũng có thể khiến nó tiêu tan. 3 vạn, 4 vạn năm có lẽ còn có người nhớ đến nàng. Nhưng qua 10 vạn năm, 100 vạn năm, ảnh hưởng hiển nhiên sẽ tiêu tan như mây khói. Bất quá cũng không thể để nàng quanh quẩn gần đây được. Ngay khi bản thể chúng ta phủ xuống, ta sẽ tổ chức một nhóm nhân thủ chuyên môn đối phó nàng ta. Đến lúc đó, ngay cả khi không thể hoàn toàn diệt sát nhưng cũng có thể ngăn không cho nàng ta phá hỏng đại sự của chúng ta. Trên mặt hắc giáp nữ tử đầy sát khí nói. Ừ, nếu tỷ tỷ đã quyết định như thế thì tiểu muội hiển nhiên không có ý kiến. Hiện tại, nếu tỷ tỷ đã ngăn chặn thương thế thì chúng ta lập tức xuất phát trở về nhân tộc. Không sai biệt lắm, cấm chế của Thiên Linh Thành đã bị công phá. Có lẽ sau khi trở về thì thành này đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Nguyên sát gật đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút hưng phấn, nói. Đại quân mà khối hóa thân kia thống lĩnh là lực lượng tinh nhuệ do ta ngàn chọn vạn tuyển, đủ để xếp hạng 3 trong số tất cả đại quân phủ xuống linh giới lần này. Nếu không thể phá hủy một chủ thành của nhân tộc thì ngược lại mới là chuyện kỳ quái. Hắc giáp nữ tử thản nhiên nói, bộ dáng không chút ngạc nhiên, nói. Điều này cũng đúng, nếu không khối hóa thân nọ của tỷ tỷ cũng không dư hơi phái ta đi phá động tác nhỏ của nhân tộc. Nguyên sát cười rộ lên, đi thôi, hy vọng mọi chuyện thật sự thuận lợi như ta nghĩ. Hắc giáp nữ tử ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt chợt lóe nói. Đáng tiếc chính là lúc này đây lại tiện nghi cho Hàn tiểu tử nọ, không công để hắn chạy thoát. Nguyên sát sau khi nhớ tới mục tiêu chủ yếu của lần truy đuổi này mà có chút buồn bực oán hận hai câu. Hắc giáp nữ tử mỉm cười không tiếp lời, nhưng lại há miệng phun ra một đoàn hồng quang. Trong hồng quang rõ ràng là một hồng sắc phi sa trong suốt sáng long long, lớn cỡ một tấc, vô cùng tinh xảo. Dưới pháp quyết thúc dục, trong khoảnh khắc liền biến to thành mấy trượng. Nguyên sát không chút chần chờ, thân hình vừa động liền xuất hiện trên phi xa, mà hắc giáp nữ tử sau khi đứng lên, đôi chân thon dài khẽ nhất cũng chậm rãi bay lên phi xa. Sau một khắc, bên ngoài phi xa chợt lóe quang mang, hóa thành một đạo xích hồng bay vút lên trời, thoáng cái liền phá không biến mất ở cuối chân trời. 5 tháng sau, Thiên Linh Thành, một trong 3 đại hoàng thành của nhân tộc, rốt cục dưới vô biên vô hạn đại quân ma tộc bao phủ mà thất thủ. Trận chiến này chẳng những khiến tất cả tu tiên giả trong thành chết trận mà ngay cả mấy vị trưởng lão họp thể kỳ cũng bị cao giai ma tộc mạnh mẽ vây khốn diệt sát. Bất quá, khi mấy vị tồn tại đỉnh giai của nhân tộc sắp chết liền tự bạo phản công kéo theo số lượng ma tôn đồng giai tương tự và mấy ngàn cao giai ma tộc cùng chết. Chỉ có vị linh hoàng kia, ngoài dự đoán của mọi người, thi triển thần thông khó tin, đột nhiên đem pháp lực tăng vọt đến tình trạng bất khả tư nghị,
từ trong đại quân ma tộc mạnh mẽ mở một đường máu, thân chịu trọng thương chạy thoát. Nhưng sau trận chiến rốt cục không có chút tin tức nào về vị linh hoàng này nữa. Cao giai ma tộc thống lĩnh đại quân ma tộc trong cơn giận dữ chẳng những diệt sát tu sĩ nhân tộc trong thành không còn một mống mà còn chặt đứt kình thiên cự thụ nối thẳng 9 tầng trời, biểu tượng của thiên linh thành. Cả tòa linh thành từ đó bị phá hủy, số kiến trúc còn sót lại không quá 1/10. Bất quá đại quân ma tộc trải qua trận đánh ở thiên linh thành cũng tổn thất không ít nguyên khí, vẫn chưa lập tức càn quét mấy khu vực khác mà đóng quân trong thiên linh thành nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí. Bên cạnh đó không ngừng bổ sung vô số ma thú ma tộc từ thông đạo thông với ma giới. Càng khiến cho những thế lực còn sót lại trong phạm vi thiên linh cảnh kinh hãi chính là những ma tộc này bắt đầu chặt cây, xây dựng rất nhiều pháp đài quan trọng. Bên cạnh đó còn trồng trọt ở xung quanh một số cổ quái ma thụ đen thui phun ra ma khí, bộ dáng như thật sự sẽ định cư lâu dài ở nhân tộc. Những thế lực nhân tộc này kinh hãi, liều mạng đem mấy tin tức này chuyển đến những cứ điểm nhân tộc khác ở gần đó. Không bao lâu sau, kể cả Thiên Nguyên Thành và mấy cứ điểm lớn đều biết tin này. Bề ngoài mặc dù không phản ứng quá lớn, nhưng bên trong hiển nhiên ba đào mãnh liệt. Trong man hoang thế giới, sâu trong một phiến rừng rậm nguyên thủy bên cạnh lãnh địa mộc tộc, tại mười mấy ngọn tháp cao và một bức tường thành màu trắng hợp thành một cứ điểm đường kính vài dặm. Bên trong cứ điểm là ma khí quay cuồng. Mơ hồ có thể thấy được từng đội phi giáp ma tộc đang tuần tra trên tường thành, mà trên bầu trời cứ điểm, một đại động đen thui rộng cỡ một mẫu như ẩn như hiện trong ma khí. Đúng là một trong những tiết điểm giao giữa ma giới và linh giới. Bất quá, tiết điểm này so với mấy tiết điểm bên nhân tộc thì đúng là nhỏ hẹp vô cùng, căn bản không đáng nhắc tới. Mà đám ma tộc tuần tra cũng bình thường, tu vi thấp, dường như không phải tinh nhuệ ma tộc chính thức. Điều này cũng rất bình thường, tiết điểm nhỏ như thế hiển nhiên không thể nào đóng nhiều quân để bảo vệ. Đây cũng là do số lượng tiết điểm bên khu vực mộc tộc vượt xa khu vực nhân yêu lưỡng tộc, nếu không cũng không gặp phải cứ điểm ma tộc ở chỗ này. Bất quá, dựa theo vô số cây cối cháy đen thui bốn phía cùng với vô số hố to trên mặt đất thì có thể nhìn ra nơi đây đã trải qua tranh đấu không ít. Nhưng thất bại hiển nhiên không phải thuộc về bên ma tộc. Đương nhiên đây cũng là do những thế lực lớn của mộc tộc căn bản không coi trọng tiết điểm nhỏ như thế mà chính thức đem lực lượng hướng về những tiết điểm to lớn khác, nơi có thể chính thức uy hiếp sinh tồn của mộc tộc. Nhưng đối với một số thế lực nhỏ bản địa mộc tộc thì tiết điểm này lại giống như cái gai trong mắt, như rằm trong thịt, tự nhiên không nhổ không cam tâm. Cho nên cứ cách một đoạn thời gian, bọn họ liền tổ chức một đám nhân thủ tấn công một lần. Đáng tiếc, lần nào cũng thất bại trong gang tấc. Mà cứ điểm ma tộc tại tiết điểm này lại không ngừng bổ sung lực lượng, ngược lại bày ra xu thế, càng đánh càng mạnh. Điều này khiến một số thế lực mộc tộc gần đó lâm vào khủng hoảng, số lần tấn công càng lúc càng thường xuyên. Một ngày kia, sâu trong rừng cách cứ điểm này hơn 10 dặm, từng đội nhân ảnh mộc tộc mặc mộc giáp hai màu vàng xanh quỷ dị xuất hiện, dùng mộc độn thuật chậm rãi tiến về phía cứ điểm ma tộc. Đám người mộc tộc này mặc dù tu vi không đều, nhưng đều hành động trong im lặng, bộ dáng đã được huấn luyện kỹ càng. Trong đám người, một lão giả luyện hư kỳ và một cặp trung niên nam nữ hóa thần hậu kỳ là có tu vi cao nhất, rõ ràng là người dẫn đầu. Ba người chẳng những dùng độn thuật đi trước đoàn người mà thỉnh thoảng còn truyền âm cẩn thận nói chuyện với nhau. Trúc lão, lúc này đây cảm ơn ngươi ra tay. Chỉ cần có thể giúp chúng ta phá hủy cứ điểm ma tộc này thì mấy nhà chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ cảm tạ xứng đáng. Trung niên nam tử khuôn mặt thanh tú kia rất cảm kích nói với lão già. Không có gì, lão hù bản thân là một thành viên trong mộc tộc, bỏ ra chút khí lực đối phó với ma tộc cũng không tính là gì. Bất quá, lần này ta mạo hiểm lặn lội đường xa tới đây, ở nhà không có ai tỏa chấn nên cực kỳ nguy hiểm, trận này phải tốc chiến tốc thắng. Lão già lắc đầu, dường như có chút lo lắng. Chúc lão yên tâm, lần này mấy nhà chúng ta cơ hồ đều xuất toàn lực, quyết định đánh một trận cuối cùng. Lần trước chúng ta chỉ đánh thử để dò xét, tu vi cao nhất trong cứ điểm ma tộc bất quá chỉ là 4 tên cao giai ma tộc hóa thần kỳ. Có Trúc lão ra tay giải quyết bọn chúng khẳng định không thành vấn đề. Nữ từ mộc tộc bên cạnh, da thịt tái nhợt, trên mặt không có một chút huyết sắc cũng thấp giọng truyền âm nói. Ừ, nếu thật sự chỉ có mấy tên cao giai ma tộc đó thì toàn bộ giao cho lão phu là được. Đám người các ngươi trước tiên ra tay hủy diệt tiết điểm kia,
đám ma tộc còn sót lại cho dù chạy thoát cũng không gây ra phiền phức gì. Lão giả gật đầu nhưng lại lo lắng ra lệnh. Được, cứ dựa theo lời Trúc lão nói, chờ sau khi chúng ta hủy diệt được tiết điểm nọ liền quay trở lại giúp Trúc lão tận lực đánh chết mấy tên cao giai ma tộc kia. Đôi nam nữ mộc tộc sau khi nhìn nhau một cái, liền đáp ứng nói. Lão giả nghe vậy, vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn. Tiếp theo ba người lại cúi đầu thương thượng vài câu, sau đó yên lặng chuyên tâm dẫn đoàn người tiến về phía trước. Nhưng vô luận là ba gã cao giai mộc tộc hay mấy ngàn mộc tộc nhân bình thường phía sau đều không ngờ trong một đám mây mù trên trời. Một đôi linh mục chớp động thanh mang đang thản nhiên nhìn bọn họ. Chủ nhân linh mục là một thanh niên mặc thanh sam, tuổi chỉ vừa hơn 20, đúng là Hân Lập đã không xuất hiện mấy tháng nay. Giờ phút này hắn một bên đánh giá đội ngũ mộc tộc bên dưới, một bên nhìn về phía cứ điểm ma tộc ở xa, trên mặt lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên Hàn Lập mỉm cười, thân hình thoáng một cái liền trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo thanh ảnh mờ nhạt như không khí, thoáng cái liền bay ra khỏi đám mây, chậm rãi theo sát đám người mộc tộc bay về phía cứ điểm ma tộc. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1965, lẻn vào. Sau nửa khắc, sâu trong rừng rậm gần cứ điểm ma tộc đột nhiên phát ra từng trận thét dài. Một phiến thúy quang theo đó chớp động một trận. Hơn trăm cự đại mộc nhân cao hơn 10 triệu bỗng từ trong rừng bước ra chạy như bay về phía cứ điểm ma tộc. Theo sát đám cự nhân này là mấy ngàn tên mộc tộc nhân dẫm lên đủ loại pháp khí phi hành xông lên. Từng cây mâu gỗ và cung tên hiện lên trên tay bọn họ, nhấc tay một cái. Vô số thúy mang bắn về phía cứ điểm. Vô luận mâu gỗ hay mũi tên, tất cả đều trong nháy mắt khi rời tay liền biến lớn gấp mấy lần. Quang mạc phòng hộ bên phía ma tộc nhất thời bộc phát ra vô số quang đoàn chói mắt, nổ ầm ầm không dứt. Lúc này, hơn trăm cự đại mộc nhân cũng phóng tới trước cứ điểm, hai tay thoáng một cái trực tiếp hóa thành từng đạo cự đại thiết chùy chớp động bạch quang, điên cuồng đánh xuống quang mạc. Phanh phanh quang mạc kịch liệt chớp động, chỉ chốc lát liền vỡ vụn. Cả quá trình duy trì trong thời gian không quá mấy lần hô hấp phía ma tộc liền phản ứng lại, nhất thời tiếng cảnh giới xé gió liên tiếp từ đầu cứ điểm vang lên. Từng phiến hắc mang đồng dạng từ trên tường cứ điểm phóng xuống như mưa bao phủ tất cả mộc tộc nhân bên dưới. Trong lúc nhất thời, đại chiến diễn ra cực kỳ kịch liệt. Hắc mang và thúy quang đan xen vào nhau, tạo thành quang võng thật lớn giữa bầu trời cứ điểm, thanh âm vang vọng không ngừng. Đám cự đại mộc nhân nhìn như ngu ngốc chậm chạp, nhưng bản thân lại cứng cỏi vô cùng. Công kích của ma tộc bình thường chỉ lưu lại trên người một vết xước, căn bản không thể tạo thành thương tổn chính thức với chúng. Chỉ một lát này, chúng liền lao lên tường thành đánh thủng mấy lỗ lớn, không hề sợ hãi lao vào. Những mộc nhân này dường như có thần lực trời sinh, hai tay biến thành cự chùy vũ động, đem tất cả ma tộc ngăn cản phía trước đánh cho huyết nhục tứ tung, một hơi dẫn theo một tộc nhân khác xông vào đám ma tộc. Bất quá, điều này đã chọc giận tồn tại cao giai trong ma tộc. Một gã cao giai ma tộc hét lớn một tiếng, nhất thời từ trong cứ điểm phát ra mấy tiếng gầm rú trầm thấp, hơn mười mấy con tê ngưu ma thú xông ra. Đám ma thú này hai mắt màu đỏ, miệng phun ra từng đạo bạch sắc quang trụ, chợt lóe liền đánh lên trên người đám cự nhân. Nhất thời mười mấy mộc nhân bị đánh tơi tả, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Chúng bị quang trụ bắn trúng, trên người bất ngờ xuất hiện vô số lỗ thủng khổng lồ. Sau một khắc, những mộc cự nhân khác liền phóng về phía đám cự thú. Đám siêu cấp ma thú cũng không chịu yếu thế, chúng nhất tề cúi đầu hóa thành một cỗ cuồng phong phóng đi, trong nháy mắt liền va chạm với hơn trăm mộc cự nhân. Tiếng hống đinh tai nhức óc nổi lên, hai bên nhất thời giằng co bất phân thắng bại. Đồng thời, trên trời cao cách mặt đất mấy ngàn trượng, lão già và trung niên nam nữ mộc tộc đang cùng bốn gã ma tộc giằng co. Hừ, ta đang tự hỏi sao lá gan các ngươi lại lớn như vậy, hóa ra là mời viện binh tới. Cũng tốt, giết lão gia hỏa này chắc hẳn xung quanh đây cũng không còn tên cao giai mộc tộc nào khác. Một gã cao giai ma tộc bộ dáng như gấu chó thật lớn, trên mặt đầy lông đen. Ánh mắt sau khi đảo qua trên người lão già, không những không kinh hoàng mà ngược lại còn lộ ra một tia dữ tợn, nói. Vừa nghe ma đầu này nói như thế, sắc mặt đôi nam nữ mộc tộc hơi đổi,
nhưng thần sắc lão già vẫn như thường không biến sắc mà ngược lại thản nhiên nói một câu: chỉ bằng vào mấy tên hóa thần kỳ các ngươi mà lại dám khoác lác như vậy, để lão phu xem thần thông của các ngươi rồi nói sau. Bốn người bọn họ không được, vậy còn bổn tọa thì thế nào? Bất chợt, không gian ầm ầm ba động. Một đạo hắc ảnh chợt lóe xuất hiện ở giữa bốn gã cao giai ma tộc lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Là một nam tử đầu có hai sừng một thân tạo bào, khuôn mặt âm lãnh, đôi mắt hình tam giác nhỏ xíu tản ra vẻ tàn nhẫn. Lão già một tộc phía đối diện sau khi đảo thần niệm qua, trong lòng nhất thời trầm xuống. Tên cao giai ma tộc vừa mới xuất hiện này bất ngờ lại là tồn tại luyện hư hậu kỳ. So với cảnh giới luyện hư sơ kỳ của hắn thì còn muốn cao hơn hai bậc, hắn có đến 8-9 phần không phải là đối thủ. Mà đôi nam nữ mộc tộc nọ mặc dù không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể của tên ma tộc kia, nhưng cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn so với lão già còn mạnh hơn vài phân. Khuôn mặt nhất thời biến đổi khó coi dị thường. Tuần sử đại nhân, may mắn là người giá lâm chỗ này, nếu không thật đúng là phiền toái lớn. Mấy tên mộc tộc nhân này chính là kẻ cầm đầu lực lượng đối kháng phụ cận, phiền đại nhân ra tay tương trợ. Tên ma tộc bộ dáng gấu chó kia cung kính khom người nói với tạo bào nam tử: hắc hắc, nếu chỉ có ba tên này, chút tu vi như thế thì bổn tọa tiện tay đều có thể tiêu diệt toàn bộ. Nếu bổn tọa đã gặp, hiển nhiên sẽ không để bọn họ chạy mất. Song giác nam tử sau khi cuồng tiếu một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, nói: hai vị đạo hữu, tình hình không ổn. Lát nữa ta liều mạng cuốn lấy lão ma này. Các ngươi lập tức dẫn những người khác chạy trốn, có thể chạy được bao nhiêu thì chạy. Mộc tộc lão già sau khi hít sâu một hơi miễn cưỡng kiềm nén kinh hãi trong lòng, môi vừa động liền nhanh chóng truyền âm cho đôi nam nữ: Trúc lão, ngươi ngàn vạn lần không nên liều mạng với lão ma kia, lát nữa nếu có cơ hội thì nhất định cũng phải bỏ chạy. Đôi nam nữ mộc tộc nghe vậy thầm rùng mình, nam tử mộc tộc vội vàng truyền âm dặn dò một câu. Lão già ngưng trọng gật đầu thì không nói thêm gì. Ngược lại, hai tay áo vừa động, mười mấy khối thanh sắc mộc cầu từ đó bay ra, chớp một cái liền hóa thành vô số thanh sắc quang đoàn phóng về phía đối diện, đem năm ma đầu bao phủ vào trong. Muốn chết! Tạo bào ma tộc sắc mặt lạnh lẽo hét lớn một tiếng, hai sừng chợt đại phóng hồng quang. Vô số xích ti từ trong đó phun ra, mỗi một đạo đều chuẩn xác đánh lên một đạo thanh sắc quang đoàn, chợt lóe liền xuyên thủng qua. Nhưng không chờ ma đầu này đắc ý, sau một trận tiếng nổ giòn tan truyền đến, tất cả thanh sắc quang đoàn chợt lóe đồng thời nổ tung ra, linh quang dư âm cực kỳ chói mắt. Trong lúc nhất thời, năm ma đầu chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức một trận, theo bản năng đều nhắm mắt lại. Nhân cơ hội này, đôi nam nữ mộc tộc thân hình hơi mơ hồ một cái, phân biệt hóa thành hai đạo thanh hồng bắn về phía sau, đồng thời phát ra hai tiếng huýt dài. Năm ma đầu thất thần bất quá chỉ trong tích tắc, chỉ một lát sau liền khôi phục như thường, hiển nhiên cực kỳ giận dữ. Ta muốn đem ngươi phanh thây vạn đoạn, chiêu hồn luyện phách. Bốn người các ngươi đuổi theo hai tên kia, lão gia hỏa này cứ giao cho bổn tọa tự mình xử lý. Tạo bào nam tử gầm lên giận dữ, hai tay chà sát một cái. Một cỗ hắc sắc ma khí từ trên người bốc lên, xoay một cái liền mơ hồ ngưng tự thành một ma tướng hai đầu. Ma tướng này toàn thân có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình thái đại khái mà thôi. Sau khi ma tướng vừa hiện liền hống lên một tiếng quái dị rồi hung hăng đánh về phía lão già đối diện. Lão già một tộc thế nhưng lại vô cùng chấn định, há miệng phun ra một đạo hoàng sắc kiếm quang, hóa thành một đạo kiếm mặc bảo vệ nghiêm ngặt toàn thân, bộ dáng không muốn công, chỉ muốn thủ. Ngay cả khi ma tướng vô cùng hung ác, vừa tiếp xúc với kiếm quang liền chiếm được thượng phong, nhưng lại không có cách nào lập tức công phá kiếm quang đánh chết lão già. Về phần bốn ma tộc hóa thần kỳ còn lại mắt thấy cảnh này, sau khi hơi do dự liền hóa thành từng luồng hắc phong đuổi theo hai đạo thanh hùng phía xa. Đồng thời, những mộc tộc nhân đang công kích phía dưới sau khi nghe được hai tiếng huýt dài, đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình, nhưng tiếp theo lại không chút do dự phóng ngược về phía sau. Bên ma tộc nào dễ dàng thả những mộc tộc nhân này rời đi. Đúng lúc này, từ trong cứ điểm chợt bộc phát một tiếng thét dài. Đại quân ma tộc theo đó từ bên trong cứ điểm ảo ảo tuôn ra truy đuổi theo đám mộc tộc nhân. Mà hơn trăm tên cự đại mộc nhân lại bị đám cự đại ma tê cuốn lấy. Căn bản không thể thoát thân ra được.
phạm vi mấy dặm xung quanh cứ điểm, nhất thời trở thành một mảnh hỗn loạn. Nhưng tất cả đều không chú ý tới, thừa dịp chiến trận đang hỗn loạn, một đạo thanh ảnh mờ nhạt chợt lóe xuất hiện gần tiết điểm, thanh quang thu, liễn hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là Hàn Lập thi triển thuật ẩn nạp. Tiết điểm này bị một tầng hắc khí bao trùm, có hơn 100 tên ma tộc và mười mấy chiến thuyền bảo vệ bên rìa ma khí. Bọn họ rõ ràng so với đám phía dưới thì tinh nhuệ hơn nhiều. Đối với đại chiến phía dưới không hề có phản ứng chút gì, thủy chung nghiêm nghị đứng canh gác. Hiện tại, những ma tộc này vừa thấy trước mắt xuất hiện một ngoại nhân, hiển nhiên thất kinh một trận. Nhưng chưa chờ bọn hắn có phản ứng gì thì Hàn Lập đã phất một tay lên. Hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bay ra, thoáng mơ hồ liền hóa thành mấy trăm đạo thanh ti xẹt qua hư không. Sau một khắc, đám ma tộc kể cả chiến xa liền bị thanh sắc kiếm ti chém thành muôn mảnh. Lúc này, Hàn Lập lại há miệng phun ra một đoàn ngân diễm. Ngân diễm vừa ra liền nổ tung ra, hóa thành vô số ngân hoa bắn đi. Hải cốt đám ma tộc và phi xa bị ngân diễm bắn tới nhiễm. Nhất thời phốc phốc mấy tiếng liền trực tiếp biến mất trong không khí. Tiếp đó, Hàn Lập bắt đầu bắt quyết niệm chú. Ngoài thân theo đó mà hiện ra một tầng ngũ sắc quang hà. Thân hình chớp một cái liền trực tiếp phóng vào trong ma khí cuồn cuộn. Nói cũng kỳ quái, ma khí trong cấm chế vừa tiếp xúc với quang hà trên người Hàn Lập liền chợt lóe biến mất. Trong nháy mắt, Hàn Lập liền xuyên thủng ma khí mà qua, trước mặt xuất hiện một tiết điểm rộng vài mẫu. Tiết điểm này đen thui, có từng trận hắc phong từ trong ma khí tuôn ra. Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc vừa động, lần đầu tiên vẻ mặt ngưng trọng, nhưng sau khi tự định giá, đột nhiên cắn răng vỗ lên người một cái. Ngoài thân quay cuồng hắc khí, một kiện ma giáp tạo hình cổ xưa lập tức phủ lên người. Tay hắn bắt quyết thúc dục, vô số hắc sắc phù văn từ trên giáp này tuôn ra, hoàn toàn bao phủ thân hình vào trong. Hàn Lập bỗng nhiên lắc người một cái, ngoài thân tỏa ra hào quang cực kỳ huyễn lệ, biến ảo thành một đầu ngũ sắc thiên phượng cực lớn. Cả người thiên phượng tản ra một loại khí tức cực kỳ uy nghiêm, hai cánh vỗ nhẹ một cái, hư không phụ cận theo đó mà khẽ ba động một trận, nhất thời hắc phong đang thổi tới đều tan biến. Tiếp đó, thân hình thật lớn của thiên phượng vừa động liền tiến thẳng vào trong hắc động. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1966, băng hà dưới đất. Trong hắc động chợt lóe ngũ sắc hà quang, thân ảnh thiên phượng liền biến mất không thấy. Lấy thiên phú thần thông không gian của bản thân thiên phượng, cộng thêm kinh nghiệm Hàn Lập nhiều lần tiến vào khe không gian, hiển nhiên sẽ không để tâm đến tiết điểm ma tộc này. Ngay cả ma tôn bình thường cũng có thể phá giới mà đến, hắn thông qua tiết điểm này chắc cũng không có chuyện gì. Duy nhất khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ có lẽ chính là sợ đầu bên kia của tiết điểm có tồn tại đỉnh cao nào đó của ma tộc, hẳn là vừa chui ra là phải đánh nhau một trận. Bất quá lấy kích cỡ của tiết điểm này mà nói thì khả năng kia cực kỳ thấp, cơ hồ có thể bỏ qua. Quả nhiên, thiên phượng nghênh đón ma phong được một lát. Sau khi liên tiếp phá khai mười mấy vách ngăn do không gian chi lực hình thành, phía trước bỗng nhiên sáng ngời. Hàn Lập mừng rỡ, thiên phượng sau khi dùng sức vỗ cánh một cái, ngoài thân chợt lóe hà quang. Thân hình thoáng cái liền trở nên mờ nhạt không thấy. Ở một đầu kia tiết điểm bất ngờ lại là một phiến hôi sắc sa mạc. Trên mặt đất đối diện với tiết điểm là hai trạm canh gác thẳng tắp màu đen. Bên trong mơ hồ có mười mấy vệ sĩ ma tộc đang nhìn về phía tiết điểm. Sau thời gian vài lần hô hấp, không gian chi lực thu lại, thiên phượng liền vô thanh vô tức chợt lóe xuyên qua tiết điểm, thoáng một cái liền trực tiếp độn xa hơn 100 trượng, biến mất vào hư không. Vệ sĩ ma tộc trên hai tòa kiến trúc màu đen này tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa thủ hộ tại nơi này nhiều năm vẫn chưa từng có chuyện gì phát sinh, tâm trí sớm đã trở nên thả lỏng, căn bản không phát hiện ra điều gì dị thường. Thiên phượng chợt lóe hiện lên cuối chân trời, ngoài thân sau khi lưu chuyển hà quang mờ nhạt bỗng biến ảo thành hình người. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, xoay người lại nhìn về phía tiết điểm ở xa, thần sắc có chút khác thường. Lúc này đây, lẻn vào ma giới không ngờ lại thuận lợi như vậy. Mấy chuẩn bị ban đầu cũng không dùng tới. Hàn Lập hiển nhiên cực kỳ may mắn. Lúc này hắn mới đánh giá khắp nơi, trong truyền thuyết về ma giới của nhân tộc, đây được xem là nơi núi đao biển máu,
chém giết liên miên. Nhưng trước mắt hắn lúc này chỉ có cao màu vàng nhạt, không có một chút gợn mây nào, hết lần này tới lần khác lại có ba mặt trời màu đỏ. Ngoại trừ điều đó ra thì cảnh sắc còn lại cũng không khác gì so với linh giới, mà điểm khác biệt duy nhất chỉ là linh khí nơi này thưa thớt hơn linh giới rất nhiều, trong hư không thản nhiên phiêu đãng ma khí. Bất quá, ma khí nơi này cũng không rõ ràng, nếu không cẩn thận để ý thì thậm chí không thấy. Điều này lại càng khiến Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Bất quá, chuyến đi này không phải để nghiên cứu ma giới mà là có mục đích quan trọng khác. Cho nên sau khi quan sát sơ một lượt hắn liền lầm rầm niệm chú. Theo đó ma giáp trên người lần nữa hiện lên, cũng tuôn ra lượng lớn ma khí đen kịt bao phủ thân hình hắn vào trong. Chưa dừng ở đó, hắn tiếp tục bắt quyết, đem khí tức nhân tộc trên người nhất thời thu lại không còn chút gì. Hàn Lập quát khẽ một tiếng, trên người hiện ra lân phiến màu vàng nhạt, ma khí trên người đảo một cái liền biến thành màu tối đen. Đồng thời hắc mang trên trán chợt lóe, yêu mục thứ ba chớp động hiện lên. Hàn Lập giang rộng tay chân, khẽ mỉm cười. Hiện tại, khí tức của hắn đã hoàn toàn cải biến thành khí tức của cao giai ma tộc. Chỉ cần không gặp phải ma tôn cùng giai thì chắc hẳn không ai có thể dễ dàng nhận ra thân phận nhân tộc của hắn. Biến thân xong, Hàn Lập không dám trì hoãn ở nơi này lâu. Ma khí gần đó quay cuồng một trận, lập tức hóa thành một đoàn hắc phong cuồn cuộn bay về phía xa. Sau một khắc, hắn liền bay ra khỏi phiến sa mạc tới trên bầu trời một vùng núi rừng màu xám. Vừa tiến vào nơi đây, ma khí so với ban đầu ngưng tụ hơn. Mặc dù chỉ tăng thêm một chút nhưng cũng khiến Hàn Lập nhận ra phán đoán ban đầu của mình không sai. Trình độ tinh thuần của ma khí ở ma giới quả nhiên cũng giống như linh khí ở linh giới. Không chút dừng lại, hắn tiếp tục thúc giục hắc phong bay đi. Cứ như thế, hắn phi hành suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ. Dọc đường đi, hắn chẳng những bay qua khu vực đồi núi mà còn xuyên qua một hồ nước lớn và mấy phiến sơn mạch liên miên. Cũng không biết nguyên bản ma giới vốn hoang vu hay là hướng đi của hắn không đúng mà một đường đi tới ngoại trừ gặp một số đê giai ma thú ra thì vẫn không đụng tới bất kỳ một ma tộc nào. Điều này khiến tâm tư Hàn Lập thả lỏng đôi chút, giảm bớt vài phần cảnh giác. Đến ngày thứ tư, Hàn Lập rốt cục dừng lại trước một ngọn núi nhỏ quan sát mấy tên trung giai ma vật thân người đông ngựa đang chém giết lẫn nhau. Đám ma vật kia tay cầm mộc côn, thân khoác da thú cao hơn 10 trượng. Bộ dáng vô cùng hung ác, nhưng dường như đã có linh trí nhất định. Sát một bên đó là một con hắc sắc ma thú hình thái phảng phất cọp răng kiếm đang nằm không nhúc nhích. Hiển nhiên, đám ma vật này vì con mồi kia mà tranh đoạt đến mức ta sống người chết. Hàn Lập thấy vậy liền mừng rỡ, lúc này hắc phong hạ xuống, tiện tay thả ra vài đạo kim sắc điện hồ đánh ngất mấy tên ma vật. Sau đó, đánh ra một trào, một gã ma vật lập tức bị hút vào tay. Năm ngón tay hướng thiên linh cái nắm chặt lấy. Hai mắt nhắm lại, hắc mang trên năm ngón tay chớp động liên hồi. Nhất thời thi triển thủ pháp siêu hồn, bắt đầu dò xét ký ức của ma vật này. Quả nhiên gần đúng so với hắn dự đoán. Những ma vật này bất quá chỉ vừa mở ra linh trí, mọi thứ vẫn còn vô cùng hỗn loạn, căn bản không có gì nhiều để khai thác. Bất quá, cũng may là khu vực mà hắn muốn tìm lại có trong đó, mà bộ dáng lại không quá xa. Hàn Lập thở dài một hơi, kim hồ nhất thời xẹt một cái. Tên ma vật trong tay nhất thời bị điện quang bao phủ mà biến thành cho bụi. Không riêng như thế, kim hồ sau khi bắn xuống, một tiếng sét nổ ra biến tất cả ma vật đang hôn mê và thi thể ma thú kia thành cho bụi. Hắc phong nổi lên, Hàn Lập thay đổi phương hướng tiếp tục phi hành về phía xa. Sau vài canh giờ, khi đã thoát ly khỏi phiến sơn mạch, trước mặt hắn chợt xuất hiện một cái hạp cốc thật lớn, dõi mắt khó mà nhìn thấy phía cuối. Hắc phong tan đi, thân ảnh Hàn Lập lần nữa xuất hiện hiện trên hư không hạp cốc, lướt mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy hạp cốc bên dưới rộng chừng mấy trăm trượng, cuồng phong không ngừng gào thét, cát vàng mịt mù, bộ dáng sâu không lường được. Hàn Lập phất tay lên, ngoài thân chợt lóe hôi sắc hào quang, không chút sợ hãi hướng đáy cốc rơi xuống. Cuồng phong vừa tiếp xúc với hôi sắc hà quang lập tức như trâu xuống biển. Một đi không trở lại, nhưng càng đi xuống nhiệt độ lại càng thấp. Hàn khí càng ngày càng dày đặc hơn, thậm chí ngay cả vách núi hai bên cũng ngưng kết thành một lớp xương trắng. Hàn Lập hiển nhiên sẽ không sợ hãi chút hàn khí ấy. Sau khi xâm nhập sâu hơn ngàn trượng,
rốt cục cũng đến đáy hạp cốc. Kết quả phía dưới là một phiến lam quang, ngoài ra còn có một con sông băng dài hẹp. Theo lý thuyết thì nhiệt độ lạnh như thế thì nước sông bình thường hiển nhiên đã sớm đóng băng mới đúng. Nhưng bề mặt con sông này lại không có hàn băng nào mà bản thân nó chỉ lẳng lặng phát ra lam quang nhẹ nhẹ. Hai bên bờ thì hoàn toàn trong suốt nhưng lại kết thành một lớp băng dày. Mà phía trên cao cách sông băng mấy chục trượng lại toàn là cuồng phong gào thét, phảng phất như hai thế giới khác nhau. Hàn Lập huyền phù bên bờ sông một lát, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu đáy con sông. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắc hắc, sông này quả nhiên có chút cổ quái. Phía trên yên tĩnh như thế, nhưng phía dưới lại chảy cuồng bạo giống như thác nước. Hẳn là con sông nối thẳng vào sâu trong đất. Kỳ hàn chi lực nơi này dường như cũng có chút danh khí. Một hồi lâu sau, Hàn Lập thu ánh mắt lại, tự nói hai câu. Đúng lúc này, đột nhiên phía trên phát ra hai tiếng hống. Hai đạo lam quang từ đó bắn nhanh ra. Tốc độ vô cùng nhanh, chợt lóe liền tới trước mặt Hàn Lập. Đúng là hai con lam sắc phi xà toàn thân trong suốt. Đầu tam giác, đầu có màu gà màu đen. Vừa nhìn thì biết là độc vật vô cùng. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, thân hình bất động. Nhưng hai cánh tay chỉ mơ hồ liền bắt lấy hai lam sắc phi xà vào tay, không chút do dự bóp chặt. Hai con phi xà ngay cả kêu cũng không kịp phát ra, lập tức mất mạng. Hàn Lập lại phất tay lên, đem thi thể phi xà ném xuống nước. Một màn kinh người xuất hiện, thi thể hai con rắn đầu tiên là phát ra một tiếng giòn tan. Trong nháy mắt bị một lớp băng bao phủ, tiếp đó liền chậm rãi chìm xuống sông, trong nháy liền thoát khỏi tầm mắt. Hàn Lập thấy cảnh này hai mắt nhắm lại, bắt đầu dùng thần niệm cảm ứng dòng nước. Một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, quả nhiên đã bị cuốn trôi, mặc dù không biết thông đến nơi nào. Nhưng nghĩ chắc hẳn thứ bị ném xuống cũng khó có người phát hiện ra. Hàn Lập thì thào nói, tay lật lại. Linh quang chợt lóe. Một cái hộp gỗ trắng nõn nhu ngọc nhất thời xuất hiện trong tay. Thần sắc có chút không nỡ nhìn hộp gỗ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng đem hộp gỗ trong tay ném xuống sông. Một màn tương tự xuất hiện. Trong nháy mắt hộp gỗ lập tức bị một lớp băng bao phủ, sau đó từ từ chìm xuống nước. Hàn Lập dõi mắt nhìn vào chỗ sâu trong dòng nước không nói lời nào. Nửa canh giờ sau, hắn mới thở dài một hơi rồi thu ánh mắt trở lại. Vẻ tiếc nuối trên mặt cũng giảm đi vài phần. Giờ phút này, cái hộp gỗ kia đã sớm bị sông băng dưới đất cuốn trôi mất tích. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng trong trấn ma tòa còn có hai lão ma, sớm ném xuống nó đi thì tốt, đúng là tốt hơn nhiều. Mặc dù không biết hai lão ma này có khả năng nhìn lại ánh mặt trời hay không, nhưng từ nay về sau bọn họ không dính dáng gì tới mình nữa. Bất quá, ma giới không phải là nơi có thể ở lâu. Bản thân cũng nên trở về linh giới thì tốt hơn. Hàn Lập thầm định giá như thế. Lúc này không hề chần chừ gì nữa. Thân hình xoay chuyển, ngoài thân tuôn ra hôi hà, hóa thành cuồng phong bắn lên trời cao. Đồng thời, trong không gian hộp gỗ sâu dưới sông băng, Sa Kỵ Cung đang ngồi xếp bằng trong một gian thạch thất hai tay bắt quyết, ngoài thân chớp động hắc bạch quang mang, dường như đang vận công tu luyện. Cũng trong lúc này, trong một thạch điện thần bí khác, Phong Tà ngồi ngay ngắn trên một bồ đoàn cũng hành động tương tự. Hai người này hiển nhiên không hề hay biết chuyện phát sinh bên ngoài hộp gỗ, nếu không hơn phân nửa là đã đứng dậy mắng to Hàn Lập. Dù sao đi chăng nữa, hành động Hàn Lập cẩn thận làm ra loại sự tình này vô tình lại lật đổ mưu đồ chiếm đoạt một nửa hỗn độn nhị khí khác của hai người, trong lúc nhất thời đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1967, Hành Trình Trở Về và Ma Tộc Chi Mê. Con đường trở về của Hàn Lập cũng vô cùng thuận lợi. Vì toàn lực phi hành nên một ngày sau hắn liền lần nữa trở về phiến sa mạc màu vàng kia, lần nữa nhìn thấy tiết điểm không lớn của ma tộc. Từ xa nhìn lại, lối ra trôi nổi ở trên cao vẫn bình thường. Mười mấy tên vệ sĩ ma tộc nọ vẫn thành thật thủ vệ trong tòa kiến trúc, bộ dáng không có chút thay đổi. Hàn Lập thấy cảnh này cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hắc khí ngoài thân sau khi tan đi, hắn lần nữa biến thành thiên phượng, hai cánh khẽ vỗ hóa thành một đạo hào quang mờ nhạt bắn nhanh về phía tiết điểm. Sau khi chớp hiện vài lần, độn quang liền trở nên mơ hồ không rõ,
cuối cùng trở nên mờ nhạt không thấy. Quá trình tiến vào không gian tiết điểm cũng vô cùng thuận lợi, không có chuyện gì phát sinh, thân hình theo đó mà biến mất vào trong tiết điểm. Không bao lâu sau, Thiên Phượng hóa thành một đoàn ngũ sắc hào quang tới lối ra bên kia linh giới. Nhưng trong nháy mắt khi bay ra khỏi tiết điểm, khi thần niệm Hàn Lập vẫn như trước thả ra tìm kiếm lại cảm ứng được mọi việc không ngoài dự đoán, hắn không khỏi cười lạnh vài tiếng. Thiên Phượng hào quang đại thịnh, chợt lóe trực tiếp nhập vào trong thông đạo không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư không tại lối ra chợt xuất hiện không gian ba động. Một đạo thanh sắc nhân ảnh không tiếng động hiện lên. Hàn Lập trực tiếp biến thành hình người xuất hiện nơi đó. Cơ hồ ngay khi hắn vừa hiện thân, một tiếng hét lớn công kích liền vang lên tại gần đó. Tiếp theo, bốn phía chợt vang lên từng tiếng nổ suy suy lớn. Vô số hắc mang từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Đồng thời trên cao nổi lên cuồng phong, mười mấy con ma cầm hai đầu từ trên trời lao thẳng xuống. Ngoài ra, trước mặt còn hiện ra thêm hai chiếc hắc sắc chiến thuyền dài hơn 10 trượng đang phun ra hai đạo quang trụ, chợt lóe liền tới trước mặt hắn. Gần lối ra tiết điểm này không biết từ khi nào đã được bố trí mấy trăm tên vệ sĩ ma tộc, thừa dịp Hàn Lập vừa xuất hiện liền phát động vây công như cuồng phong bạo vũ. Hàn Lập đối với cảnh này dường như đã sớm đoán trước, đối mặt với thế công hung mãnh như thế, khóe miệng hắn ngược lại còn thản nhiên nở một nụ cười. Một tay áo đột nhiên phất về phía trước, hồi sắc hà quang cuồn cuộn từ hư không tuôn ra, thoáng cái liền hóa thành một tầng quang mạc trong suốt đem thân hình hắn bao phủ hoàn toàn vào trong. Tiếp theo, hắn căn bản không để ý tới quang trụ và hắc mang từ bốn phía bắn tới, năm ngón tay tùy ý vẫy vài cái về phía đám cự đại ma cầm. Tiếng xé gió nổi lên, mười mấy đạo thanh sắc kiếm quang từ đầu ngón tay chợt lóe bắn ra. Đám ma cầm đang lao xuống chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe linh quang chói mắt, thân hình liền cảm thấy mát lạnh rồi bị chém thành hai khúc. Một cổ huyết vũ từ tàn thi ma cầm nhất thời đổ xuống. Mấy tên cao giai ma tộc quan sát ở xa nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Phải biết rằng thân hình đám ma cầm hai đầu kia cứng như sắt thép. Pháp bảo bình thường không thể thương tổn tới chúng nhưng hiện tại lại dễ dàng bị chém chết như thế. Màn này thật sự rất kinh người. Mà càng khiến bọn chúng trợn mắt há mồm chính là vô số hắc mang bốn phía ngay khi đánh vào hôi sắc quang. Mặc xung quanh Hàn Lập liền chợt tiến nhập vào trong đó biến mất thì không còn có bất cứ phản ứng gì khác. Phảng phất như đã bị hôi sắc quang mà hoàn toàn cắn nuốt. Không ổn, là lão quái vật họp thể kỳ, mau rút. Một gã cao giai ma tộc thất thanh la lên. Mấy tên cao giai ma tộc này đúng là đúng bốn gã ma tộc hóa thần kỳ và ma tộc hai sừng luyện hư kỳ mấy ngày trước vừa thống lĩnh đại quân đánh lui công kích của mộc tộc. Sau khi bọn họ đánh lui mộc tộc hiển nhiên phát hiện ra đám vệ binh trông coi tiết điểm bên này biến mất rất quỷ dị, hiển nhiên trở nên cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nếu tiết điểm thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mấy người bọn họ hiển nhiên gánh trách nhiệm không nhỏ. Vì vậy, bọn họ sau một phen thương lượng, chẳng những đưa tin cho đại doanh ma tộc đóng quân gần đây mà còn tự mình dẫn theo lực lượng tinh nhuệ lần nữa bao vây lối ra. Cách làm như thế có chút phi công. Bọn họ nguyên bản không nghĩ sẽ thật sự bắt được ai đó, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Hàn Lập chỉ ở ma giới không quá 2-3 ngày liền lập tức trở về, vừa đúng gặp phải vòng vây của bọn họ. Mấy người này lúc ban đầu vừa mừng vừa sợ nhưng sau khi ma tộc hai sừng nhìn ra tu vi chân chính của Hàn Lập, cả đám hiển nhiên bị hù tới hồn phi phách tán. Mấy tên cao giai ma tộc sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia, ma khí trên người nổi lên, hóa thành từng đạo hắc quang bắn nhanh về phía sau bỏ chạy. Cũng vì sợ kinh động Hàn Lập cho nên ngay cả thủ hạ bọn chúng cũng không thông báo một câu. Nhưng thần niệm Hàn Lập cường đại ra sao, nếu đã sớm phát hiện mai phục bên ngoài, hiển nhiên cũng đã sớm nhìn thấy những ma tộc cầm đầu này. Trong nháy mắt, mấy tên ma tộc định thôi động độn quang liền bị một ánh mắt băng hàn quét qua. Muốn chạy sao? Đừng có mơ. Vừa dứt lời, cánh tay Hàn Lập khẽ động, một bàn tay trắng noãn như ngọc liền hư không chảo ra một cái. Mấy tên ma tộc chỉ cảm thấy không gian ba động một trận. Một bàn tay ngũ sắc khổng lồ to hơn 10 trượng bỗng hiện lên, hung hăng chụp xuống. Mấy tên ma tộc này nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Một bên liều mạng thúc dục độn tốc nhanh hơn. Một bên thả ra các loại bảo vật như phi đao phi kiếm đánh về phía cự thủ. Bọn họ dĩ nhiên không trông mong bảo vật của mình có thể chống lại được cự thủ. Chỉ cần có thể ngăn cản một chút thì cơ hội đào tẩu cũng lớn hơn vài phần.
Nhưng khiến cho mấy ma tộc này bất ngờ chính là ngay khi bảo vật đánh trúng cự thủ thì một tiếng phanh truyền tới. Ngũ sắc cự thủ nổ tung ra, linh quang cuồng thiểm hóa thành một phiến ngũ sắc hàn diễm rộng tầm một mẫu. Chỉ thấy ngũ sắc hàn quang cuốn xuống, năm tên cao dài ma tộc trong khoảnh khắc biến thành từng khối băng di động. Lúc này, những ma tộc bình thường đang vây công xung quanh Hàn Lập mới phản ứng lại, theo đó mà đại loạn một trận. Chưa chờ bọn chúng bỏ chạy, Hàn Lập lại phất hai tay ra, vô số thanh sắc tiểu kiếm tuôn ra, chớp cái hóa thành từng đạo thanh sắc kiếm quang dập trời. Sau khi khẽ quát một tiếng, Hàn Lập hai tay bắt quyết, kiếm quang liền lấy khí thế phô thiên cái địa bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Sau thời gian một chén trừ nhỏ, cả cứ điểm ma tộc đã không còn bất cứ một sinh mạng nào tồn tại. Sau đó, bầu trời cứ điểm chợt xuất hiện một đạo thanh hồng. Sau khi đảo trên trời một vòng liền bay thẳng về hướng nhân tộc. Mấy ngày sau, thám tử do một tộc phái tới mới phát hiện ra kinh biến nơi đây, hiển nhiên vừa mừng vừa sợ. Sau khi dò xét một phen, đánh giá không có cạm bẫy nào, thì đám thám tử liền nhanh chóng trở về bẩm báo. 7-8 ngày sau, cứ điểm ma tộc đã bị một tộc mạnh mẽ chiếm lĩnh, bắt đầu bố trí đại trận huyền diệu tại lối ra tiết điểm, ý định hoàn toàn phong ấn nơi này lại. Bất quá, tất cả những việc này đều không còn liên quan tới Hàn Lập nữa. Giờ phút này hắn đang một bên lặng lẽ luyện hóa hỗn độn nhị khí trong cơ thể, một bên tiếp tục bay nhanh về hướng nhân tộc. Hỗn độn nhị khí kia không hổ danh là thiên địa linh vật. Mặc dù chỉ luyện hóa một phần nhỏ nhưng cũng khiến pháp lực hắn tăng lên rất nhiều, lợi ích quả thực không nhỏ. Phỏng chừng khi hắn về đến nhân tộc thì cũng đã luyện hóa xong, tu vi có thể đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ đại viên mãn. Kể từ đó, hắn có thể tiến hành đột phá hậu kỳ. Đáng tiếc lần đột phá này phải có sự trợ giúp của Băng Phượng, nếu không dựa theo ý định Hàn Lập thì không bằng trực tiếp ở lại man hoang thế giới đột phá sẽ an toàn hơn. Dù sao hiện tại khắp nơi ở nhân tộc đều là ma ảnh, không phải là nơi an toàn. Trong lòng Hàn Lập tự định giá như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ không ngừng bay đi. Mà trong lúc nhất thời, trên tường Thiên Uyên thành của nhân tộc, từng đội tu sĩ nhân tộc xếp hàng nghiêm chỉnh, liều mạng thúc giục bảo vật trong tay công kích về phía đại quán ma tộc ở bên ngoài cấm chế. Một trận đại chiến vô cùng kịch liệt đang diễn ra, mà một cảnh tương tự cũng đang diễn ra tại bên phía thành trì của yêu tộc. Cứ cách một thời gian, đại quân ma tộc liền trở nên vô cùng hung mãnh, bắt đầu không tiếc hao tổn nguyên khí mà phát động công kích với hai tòa thành quan trọng của hai tộc. Điều này khiến nhân yêu lưỡng tộc tổn thất rất nhiều nhân thủ, không ít tồn tại chung, đê giai đều chết trong kịch chiến. Thậm chí tồn tại cao giai ngoài hợp thể kỳ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Điều này khiến thần kinh hai tộc căng thẳng vô cùng. Dựa theo thường lệ của những lần ma kiếp bộc phát trước kia, những thành thị này nếu có thể ngăn được thế công của đại quân ma tộc trong vòng vài năm thì sau đó liền vô sự. Cho nên những thành thị này hiển nhiên cũng xuất ra tất cả thủ đoạn, đau khổ chống đỡ, hy vọng vào một ngày kia tươi sáng. Nhưng không ai biết đến, tại một đảo nhỏ thần bí giao giữa hai tộc, hơn 10 tồn tại hợp thể kỳ đang ngồi trong một điện phủ bao bọc bởi cấm chế đang nghiêm nghị thương lượng chuyện gì đó cực kỳ bí mật. Nói như vậy, cổ ma lúc này đây thật sự là định chiếm vài khu vực của hai tộc chúng ta, sau đó đóng quân ở lại, từ nay về sau không đi. Một lão già tóc trắng như tuyết, hai mắt trong như nước, nhíu mày nói. Không chỉ như vậy, thám tử của chúng ta còn phát hiện một lượng lớn cổ ma đê giai dường như cũng đã được phát động, không lâu sau sẽ cường ngạnh phá giới đi tới dễ này. Một trung niên nam tử đỉnh đầu có một đám hồng sắc linh vũ, sắc mặt âm trầm nói. Cổ ma đê giai à, số lượng đại khái bao nhiêu? Không biết người nào sau khi thở dài một hơi liền hỏi. Do thám không chính xác lắm, ít nhất thì cũng hơn 10 ức, nhưng số lượng thật sự thì có thể vượt xa con số này. Linh vũ nam tử sau khi thoáng suy nghĩ liền trả lời, 10 ức. Vừa nghe lời này hơn phân nửa mọi người ở đây đều hít một hơi, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Không phải như thế chứ, cổ ma nhất tộc tại ma giới nhân số tính ra cũng không nhiều lắm, số lượng 10 ức cơ hồ chiếm gần 1/10 của cả ma giới. Đám thánh tổ cổ ma sao dám mạo hiểm như thế? Một lão phụ nhân mặc áo da trắng ánh mắt chợt lóe, hỏi. Tin này không hề sai, không ít thành trấn của cổ ma tại ma giới hiện tại đều bị bỏ hoang. Số lượng này dường như vẫn chỉ là dự bị. Linh vũ nam tử bộ dáng hết sức khẳng định, nói,
Hừ, xem ma tộc thật sự muốn như thế. Đáng tiếc, mặc dù chúng ta phái người xâm nhập điều tra ma giới, nhưng thủy chung không thể điều tra nguyên nhân chính thức khiến ma tộc xảy ra dị biến. Nếu không thì chúng ta cũng có thể tìm cách đối phó, đỡ phải tốn sức. Lão giả tóc trắng cười khổ một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1968, Ngao Khiếu hiện thân. Nguyên nhân chính thức dường như chỉ có tồn tại thánh tổ mới biết được, tôn giả ma tộc bình thường chỉ nghe lệnh tiến hành mà thôi. Nếu không, lúc đầu mạo hiểm bắt giữ tôn giả ma tộc tiến hành siêu hồn cũng không đến mức một chút tin tức liên quan cũng không truy ra. Lão phụ nhân mặc áo da chậm rãi nói, dường như cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hừ, mặc kệ nguyên nhân vì sao ma tộc có dã tâm này, nhưng hai tộc chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được mục đích. Mấy chuẩn bị phía sau của chúng ta hiện tại đã đồng thời tiến hành rồi. Thậm chí hai trong số đó đã tiến hành được hơn phân nửa, hẳn cũng đủ làm thương nặng đại quân ma tộc phủ xuống. Thậm chí, một vài bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống linh giới cũng không thể thay đổi được gì. Phiền toái duy nhất chính là chúng ta vừa nhận được tin tình báo, ba đại thủy tổ ma tộc dường như sắp cùng nhau phủ xuống. Như vậy, cho dù mấy đại thừa kỳ của chúng ta đồng loạt ra tay thì chỉ sợ hơn phân nửa cũng không thể địch lại được. Nghe nói ba đại thủy tổ ma tộc mỗi một người đều là lão quái vật sống hơn mấy chục vạn năm, khoảng cách phi thăng trở thành chân ma cũng chỉ còn một bước mà thôi. Linh Vũ nam tử nhíu mày nói ra một tin khiến những người khác giật mình. Ba đại thủy tổ ma tộc đều là thượng cổ lão ma độ kiếp kỳ, không cần nói đến hai tộc chúng ta. Sợ rằng cả linh giới cũng không có mấy người dám nói có thể hơn được bọn họ. Nếu phải nói thì cũng chỉ có chân linh mà mấy đại tộc cung phụng mới có thể đánh một trận. Mấy tộc chúng ta tại linh giới chỉ là tộc nhỏ, tồn tại chân linh sao có thể đến đây hỗ trợ. Mà nếu không có cách đối phó ba đại thủy tổ, cho dù có cách đánh lui đại quân ma tộc thì cũng không thay đổi được cục diện thất bại. Lão phụ thì thào nói, những người khác cũng nhìn nhau một cái. Sắc mặt thoạt nhìn đều có chút khó coi. Chư vị không cần nản chí như vậy. Lúc trước khi Mạc Giản Ly đại nhân rời thánh đảo đã từng nói muốn đi tìm đại thừa kỳ mấy tộc khác cùng nghĩ cách ứng phó việc này. Thời gian lâu như thế nói không chừng đã có cách. Một nam tử trắng trẻo thủy chung không nói gì bỗng thản nhiên nói một câu. Tuần đạo hữu, ta sao lại chưa từng nghe nói qua việc này? Linh Vũ nam tử vừa nghe nói thế thần sắc cả kinh, vội vàng hỏi. Trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Việc này chỉ có ta và Lạc huynh biết. Lúc trước Mạc tiền bối đặc biệt dặn dò không nên truyền ra ngoài, cho nên cũng chưa nói qua cho các đạo hữu biết. Hiện tại thì dường như đã tới lúc không nói không được. Nam tử trắng trẻo thở dài giải thích. Lạc huynh, điều này có thật không? Không đợi Linh Vũ nam tử hỏi, lão phụ nhân đã vội quay đầu nhìn Bạch Phát lão già hỏi một câu. Ha ha, Tuần đạo hữu nói không sai. Lúc trước Mạc tiền bối rời đi đích xác có nói qua với hai người chúng ta. Bạch Phát lão già mỉm cười, gật gật đầu thừa nhận. VAV thì tốt quá. Mạc tiền bối nói như thế thì hẳn là trong lòng đã sớm có đối sách. Xem bộ dáng thì ma kiếp lần này chúng ta vẫn có hy vọng thủ thắng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong điện đều buông lỏng, bàn tán sôi nổi. Được rồi, tiếp theo bàn cụ thể việc an bài lúc trước. Ta có chút chuyện muốn tuyên bố. Hắc Vũ đạo hữu lúc trước rời thánh đảo đi bắt Hoàng Lưng Thạch Linh đã vẫn lạc, theo như lời thiên thiền mà Thánh Hoàng Thành phái ra hiệp trợ. Lúc đó bọn họ đã bắt được Hoàng Lưng Thạch Linh, sau đó mới chia tay rời đi. Nhưng Hắc Vũ vừa đi thì bổn mạng bài liền bị hủy. Linh Vũ nam tử chuyển đề tài, ngưng trọng nói. Thần sắc những người khác cũng trầm xuống. Hắc Vũ thượng nhân là hợp thể trung kỳ, một thân thần thông thật sự không kém, như thế nào có thể vô thanh vô tức gặp chuyện không may? Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì khác? Ánh mắt nam tử trắng trẻo ngưng lại, có chút hoài nghi hỏi. Ẩn tình thì chắc không có. Hoàng Lương Thạch Linh mặc dù chân quý nhưng đối với người bình thường mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa thiên thiền đạo hữu cũng nhắc tới một nhân chứng. Lúc ấy giúp bọn họ bắt Thạch Linh còn có một đạo hữu hợp thể kỳ khác. Nghe nói lúc ấy nếu không có người này hỗ trợ, hai người bọn họ đã không thể dễ dàng bắt được Thạch Linh. Linh Vũ nam tử lắc đầu nói, nhân chứng,
là vị đạo hữu nào? Không phải là người của Thánh Hoàng Thành chứ? Lão phụ nhân nhướng mày, chậm rãi hỏi. Không phải, nhắc đến người này, có thể hơn phân nửa đạo hữu đã nghe nói qua. Chính là Hàn Lập đạo hữu mấy trăm năm trước vừa tiến giai hợp thể kỳ. Linh Vũ nam tử chăm chú trả lời. Hàn Lập, cái tên này đích xác ta đã nghe nói qua. Hình như là thiên tài tu luyện 10 vạn năm mới xuất hiện trong nhân tộc các ngươi. Chỉ ngắn ngủi mấy trăm năm liền tu luyện từ hóa thần kỳ đến cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Lão phụ nhân kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn trả lời. Ha ha, tin tức này của đạo hữu đã lỗi thời rồi. Hiện tại vị Hàn đạo hữu này đã là một tu sĩ hợp thể trung kỳ. Bạch Phát lão giả đột nhiên cười, xen vào một câu. Cái gì, đã tiến giai cảnh giới trung kỳ? Tốc độ nhanh thật. Xem ra nói 10 vạn năm thì vẫn còn ít. Lão phụ nhân có chút hoảng sợ. Không riêng gì nàng, mấy lão quái vật hợp thể kỳ không biết việc này đồng dạng cũng tao động một trận, đều lộ ra vẻ giật mình. Có lẽ là thế. Nếu không phải gặp ma kiếp bộc phát thì Hàn Lập đạo hữu hơn phân nửa đã trở thành một thành viên của thánh đạo chúng ta. Bất quá, chuyện vị Hàn đạo hữu này để sau hãng tính. Anh huynh, ngươi đã tìm Hàn đạo hữu chứng thực việc này chưa? Bạch Phát lão giả lãnh đạm cười, tiếp theo hỏi Linh Vũ nam tử một câu. Nguyên bản ta cũng định làm thế, nhưng sau khi thật vất vả mới liên lạc được với Thiên Nguyên Thành thì phát hiện Hàn đạo hữu đã mất tích. Thời gian mất tích dường như trùng với lần hành động của đám người thiên thiền. Linh Vũ nam tử cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Đã mất tích? Sao lại có chuyện này? Bạch Phát lão giả biến sắc, thần sắc có chút khó coi. Nghe tin tức từ Thiên Nguyên Thành truyền tới thì lúc Hàn đạo hữu việc tiếp cứu ỷ Thiên Thành liền gặp hóa thân thánh tổ ma tộc phủ xuống, lúc đó liền biến mất. Nhưng khi ta cẩn thận nhận tin tức xác minh từ Thiên Thiền đạo hữu thì Hàn đạo hữu hẳn là đã chạy thoát từ tay ma tộc, sau đó mới gặp hai vị đạo hữu Thiên Thiền và Hắc Vũ. Nhưng sau khi ba người bắt được Thạch Linh chia tay thì ngoại trừ Thiên Thiền thuận lợi quay trở về Thánh Hoàng Thành, hai người còn lại dường như gặp chuyện ngoài ý muốn. Linh Vũ nam tử nói, lấy thiên tư vị Hàn đạo hữu này nói không chừng ngày sau cũng có hy vọng tiến giai đại thừa. Nếu thật sự đã chết thì thật đúng là rất đáng tiếc. Bất quá, những tồn tại như chúng ta nguyên bản vốn nghịch thiên mà đi, chết sớm cũng không phải là chuyện kỳ quái. Càng huống chi lúc này vừa lúc là thời kỳ ma kiếp bộc phát. Lão phụ nhân thở dài, dường như cảm thấy rất đáng tiếc, nói. Nếu Hàn đạo hữu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có thể nói rằng phúc duyên hắn không đủ. Bất quá khác với bổn mạng bài bị hủy của Hắc Vũ, Hàn Lập đạo hữu vẫn chưa lưu lại bổn mạng chi vật tại Thiên Nguyên Thành, không thể biết sống chết thế nào. Nhưng bất luận Hắc Vũ chết ra sao thì mấu chốt chính là Hoàng Lương Thạch Linh vốn đã tế tay lại biến mất không thấy. Không có vật ấy, một bước quan trọng chúng ta đã khổ tâm chuẩn bị liền không thể hoàn thành. Đây là việc liên quan đến sinh tử tồn vong của hai tộc chúng ta, phải lập tức nghĩ cách giải quyết. Ánh mắt Linh Vũ nam tử chợt lóe nói, đúng là không thể chậm trễ nữa. Nơi khác có khả năng tìm được một Hoàng Lương Thạch Linh nữa không? Ngoại trừ Hoàng Lương Thạch Linh, có thể dùng thứ khác thay thế được không? Chẳng lẽ lúc đầu không chuẩn bị thứ gì để thay thế sao? Mọi người trong điện đều dùng mình, sau khi tự định giá liền mở miệng nói. Thiên địa linh vật như Hoàng Lương Thạch Linh không phải dễ tìm như vậy. Trước mắt chỉ biết có một đầu như thế nên mới để Hắc Vũ Thượng Nhân tự mình rời đảo đi làm việc này. Về phần vật phẩm thay thế, chúng ta ban đầu cũng chuẩn bị vài món. Nhưng kể uy lực của thủ đoạn kia sẽ suy yếu ba phần, cuối cùng có đạt được hiệu quả như ta mong muốn hay không thì rất khó nói. Linh Vũ nam tử đầu tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói. Vừa nghe nam tử nói thần sắc mọi người khác nhau, trong lúc nhất thời không người nào mở miệng nói chuyện. Cả gian điện phủ nhất thời trở nên lạnh ngắt như tờ. Hoàng Lương Thạch Linh chỉ là chuyện nhỏ, cứ giao cho lão phu giải quyết là được. Ta còn có chuyện quan trọng muốn chư vị đạo hữu xuất lực đi làm. Một thanh âm thản nhiên của nam tử đột nhiên vang lên quanh quẩn trong đại điện, khiến người ta sau khi nghe xong tâm thần không tự chủ mà lâm vào thất thần. Ngao Khiếu tiền bối, là lão nhân ra người, tới sao? Nguyên bản thần sắc Linh Vũ nam tử bình tĩnh, vừa nghe lời này thần sắc mừng như điên hét lớn một câu. Cơ hồ cùng lúc đó, nguyên bản đại môn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ bên ngoài có hai người một trước một sau tiêu sái bước vào.
Người đi trước là một nam tử hơn 30 tuổi mặc ngân bào, vẻ mặt thản nhiên tươi cười. Phía sau là một nữ tử tóc bạc dáng người thướt tha, da thịt trắng như tuyết, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Bái kiến Ngao Khiếu tiền bối, cung nghênh tiền bối giá lâm thánh đảo. Nguyên bản đám người Bạch Phát lão giả đang ngồi trong đại điện, trong nháy mắt khi thấy nam tử phía trước, trên mặt đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đồng dạng lộ ra vẻ giật mình cùng kích động, cung kính đứng lên thi lễ. Những lão quái vật hợp thể kỳ khác nguyên bản kinh nghi bất định thì lúc này đã không còn bất cứ hoài nghi gì, đồng dạng vui mừng lẫn sợ hãi đứng dậy bái kiến. Nam tử này bất ngờ đúng là tồn tại đại thừa kỳ duy nhất của yêu tộc, Ngao Khiếu lão tổ danh chấn yêu tộc nhiều năm. Đứng lên hết đi. Trong các ngươi cũng có người từng gặp qua lão phu vài lần, cũng có người lần đầu tiên gặp, bất quá cũng không cần phải đa lễ. Nam tử tóc dài khoát tay chặn mọi người lại, mỉm cười nói: "Tiền bối nói đùa, mời lão nhân ra người ngồi xuống trước đã." Bạch Phát lão già sau khi ngượng ngùng cười, vội vàng đem vị trí chính điện nhường lại. Vậy lão phu không khách khí. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, khẽ nhấc chân. Mọi người trong điện chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Nam tử tóc dài không biết như thế nào đã xuất hiện tại chỗ ngồi, không chút hoang mang ngồi xuống. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1969, Điện Nghị. Thần sắc ngân phát nữ tử lạnh như băng. Lúc vào trong đại điện cũng không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người khác mà chỉ chậm rãi đứng sau lưng Ngao Khiếu lão tổ. Vị đạo hữu này là Bạch Phát lão, giả đảo thần niệm qua. Hiển nhiên rất dễ dàng nhìn ra ngân phát nữ tử là một tu sĩ yêu tộc, tu vi luyện hư hậu kỳ đại thành, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi một câu. Đây là chất nhi linh lung của lão phu, chư vị mặc dù chưa gặp qua nhưng hẳn cũng có nghe nói một chút. Ngao Khiếu lão tổ không thèm để ý trả lời. Ồ, hóa ra là linh lung tiên tử, thật thất kính. Trên mặt Bạch Phát lão già hiện lên một tia kinh ngạc nhưng vô cùng khách khí, nói: "Nữ tử này đúng là Ngân Nguyệt năm đó từ biệt Hàn Lập tại nhân giới. Đương nhiên, Ngân Nguyệt lúc này có chút không giống Ngân Nguyệt năm đó mà là Ngân Nguyệt đã dung hợp phân liệt chỉ hồn, có được đầy đủ nguyên thần." Những người khác trong điện, sau khi biết được thân phận ngân phát nữ tử đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thánh đảo có địa vị đặc thù trong nhân yêu hai tộc cho nên hiển nhiên luôn chú ý tới thất đại yêu vương thống lĩnh yêu tộc. Mà linh lung tiên tử lại là một vị vương phi từng bị phong ấn tại nhân giới nhiều năm. Hơn nữa sau khi trở về linh giới dường như không hòa hợp với Thiên Khuê Lang Vương, tin đồn này các trưởng lão thánh đảo hoặc ít hoặc nhiều đều nghe nói qua một chút. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy vị vương phi trong lòi đồn này, không ít người thần sắc có chút quái dị. Ngân Nguyệt đối với tất cả đều xem như không thấy, chỉ đứng phía sau Ngao Khiếu lão tổ, mặt hơi cúi xuống không nói một lời. Ngao Khiếu tiền bối, lão nhân ra người như thế nào đột nhiên đến thánh đảo? Không biết Ngao Khiếu tiền bối hao tổn nguyên khí khi độ kiếp đã phục hồi như cũ hay chưa? Linh Vũ nam tử cúi đầu hỏi Ngao Khiếu lão tổ. Năm đó ta độ kiếp, mặc dù tổn hại chút nguyên khí nhưng đã vô sự. Nếu không lão phu cũng không xuất hiện tại đây. Về phần vì sao đến thánh đảo thì tự nhiên là vì mà đạo hữu. Ngao Khiếu lão tổ lãnh đạm cười, nói: "Lão nhân gia người đã gặp qua Mặc tiền bối. Thật tốt quá, lão nhân gia người năm đó sau khi rời khỏi thánh đảo liền bật vô âm tín giống như tiền bối. Điều này khiến chúng ta hết sức lo lắng." Nam tử trắng trẻo nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói: "Hắc hắc, tuổi của hắn còn không lớn như lão phu, lo lắng gì chứ? Được rồi, lão phu không nói nhảm nữa. Lúc này đây ta được Mạc đạo hữu nhờ tới thánh đảo. Thứ nhất là thay hắn nói lại mấy câu, thứ hai là muốn tọa trấn nơi đây một đoạn thời gian." Ngao Khiếu lão tổ cười hắc hắc, nói: "Chúng ta xin lắng nghe hai vị tiền bối phân phó. Không biết tiền bối có chuyện gì muốn dặn dò chúng ta?" Nam tử trắng trẻo thầm dùng mình, cung kính hỏi: "Mạc đạo hữu gần đây có đua tin đến, vị trí thánh đảo dường như đã bị ma tộc biết. Mặc dù lấy lực lượng ma tộc hiện tại thì không có khả năng đánh hạ thánh đảo, nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu không, lấy danh vọng thánh đảo trong hai tộc chúng ta, một khi thật sự gặp chuyện không may, đối với chúng ta thật sự là đả kích tinh thần có tính hủy diệt.
Trên khuôn mặt thanh tú của Ngao Khiếu lão tổ hiện lên một tia ngưng trọng, nói: "Vị trí thánh đảo sao lại bại lộ ra ngoài? Không thể nào, trước đó không lâu thánh đảo vừa mới truyền tống một lần, thay đổi vị trí ẩn thân. Trong khoảng thời gian ngắn không thể lại rời đi được." Không ít người sắc mặt đại biến, có một số người thất thanh nói: "Có lão phu ở đây các ngươi sợ cái gì? Chỉ trong thời gian ngắn mà ma tộc biết được vị trí thì xem ra trên thánh đảo hẳn là có thám tử ma tộc lẻn vào. Bất quá việc này cũng không khó tra ra, chỉ cần chú ý đến mấy kẻ gần đây ra vào thánh đảo thì có thể tìm ra gian tế." Sắc mặt Ngao Khiếu lão tổ trầm xuống, sắc mặt thoáng chút âm trầm đi vài phần. "Vâng, vãn bối lập tức phái nhân thủ điều tra tất cả sứ giả ra vào thánh đảo gần đây." Bạch Phát lão già trong lòng cả kinh, vội vàng chắp tay đáp ứng một tiếng. Những người liên quan khác hiển nhiên cũng thầm dùng mình. "Mạc đạo hữu nhờ ta truyền một tin, đó là thủ đoạn ứng phó ma tộc lúc đầu phải điều chỉnh một chút." Ngạo Khiếu lão tổ gật đầu, sau khi hơi trầm ngâm liền nói ra một câu khiến mọi người ngẩn ngơ: "Sao lại thế?" "Những chuẩn bị đó lúc trước Mạc tiền bối dẫn dắt chúng ta khổ tu mấy trăm năm mới nghĩ ra đòn sát thủ đối phó đại quân ma tộc phá giới, theo lý thuyết thì tuyệt không có vấn đề." Lão phụ nhân thì thào hỏi: "Chuyện này có lẽ sau khi Mạc đạo hữu gặp mấy tồn tại đồng giai dị tộc khác mới thay đổi chủ ý. Có lẽ trong lúc trao đổi với mấy đại thừa kỳ dị tộc này liền phát hiện ra chuẩn bị ban đầu không đủ. Bất quá, các người cũng yên tâm đi, cũng không phải là thay đổi toàn bộ mà chỉ có 2-3 loại trong số đó cần điều chỉnh lại một chút. Lát nữa có thời gian ta sẽ nói chi tiết cho các người. Mà cũng vừa đúng dịp Hoàng Lương Thạch Linh đã mất, Mạc đạo hữu đã quyết định dùng một loại thiên địa linh vật khác thay thế. Làm như vậy phải chuẩn bị thêm vài thứ cho nên hiệu quả so với ban đầu chỉ mạnh hơn chứ không kém. Mà linh vật thay thế này lão phu cũng đã tự mình mang tới." Ngao Khiếu lão tổ nhíu mày, một tay vừa lật, trong tay đột nhiên xuất hiện một hộp ngọc, rồi tay phất về phía Bạch Phát lão già. "Đây là..." Bạch Phát lão già nghi hoặc mở hộp ra, ánh mắt sau khi đảo qua liền giật mình nói: "Được rồi, ngươi chỉ cần biết thế là được, thu hồi nó lại đi. Hiện tại thứ này càng ít người biết càng tốt." Không đợi Bạch Phát lão già nói gì, Ngao Khiếu lão tổ liền tùy ý khoát tay chặn lại, khiến lời vừa định nói ra liền nuốt trở vào. Những trưởng lão thánh đảo khác thấy cảnh này, ngay cả khi bụng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Bạch Phát lão già sau khi đáp ứng, liền cẩn thận thu ngọc hạp vào trong tay áo. "Đúng rồi, tiền bối. Chuyện tình ba đại thủy tổ ma tộc có thể phủ xuống ma giới, lão nhân gia người cũng đã biết rồi chứ?" Lão phụ nhân sau khi do dự một chút, không nhịn được mở miệng hỏi một câu: "Việc này ta đã biết, hơn nữa là Mạc đạo hữu tự mình tới nói cho lão phu biết." Sắc mặt Ngao Khiếu lão tổ không chút thay đổi, nói: "Thấy Ngao Khiếu lão tổ bình thản như thế, mọi người trong điện sau khi nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi buông lòng, mà sắc mặt lão phụ nhân càng lộ ra vẻ vui mừng, hỏi tiếp một câu: "Nói như thế, hai tiền bối thật sự đã nghĩ ra cách đối phó. Hắc hắc, ngay cả bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống linh giới đều phải mất rất nhiều công sức, càng đừng nói đến ba đại thủy tổ ma tộc. Bọn họ không phải dễ dàng phủ xuống được, hiện tại nói đến việc đó thì có hơi sớm. Trước tiên cứ lo đối phó với đại quân ma tộc trước đã, sau đó hãy lại nghĩ đến việc này cũng không muộn." Ngao Khiếu lão tổ không trả lời cụ thể, ngược lại còn khoát tay chặn lại, hời hợt nói: "Nghe vị đại thừa kỳ yêu tộc này nói như thế, những tồn tại họp thể kỳ ở đây không khỏi mắt to chừng mắt nhở. Tiền bối nói như thế khẳng định có lý riêng." Bạch Phát lão già sau khi ho khan một tiếng, nhìn về phía Linh Vũ nam tử nói: "Không sai, chuyện về ba đại thủy tổ hiện tại thảo luận đúng là hơi sớm. Như vậy đi, vãn bối sẽ đem một số chuyện của thánh đảo kể lại tỉ mỉ cho Ngao Khiếu tiền bối. Có một số chuyện trong đó không thể giải quyết, mong tiền bối làm chủ." Linh Vũ nam tử bị lão giả nhắc nhở, dường như chợt hiểu gì đó vội vàng chuyển đề tài: "Ừ, lão phu biết một chút tiến độ của các người cũng tốt." Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười: "Đầu tiên, vì đối phó đê giai ma thú thánh đảo đặc biệt bồi dưỡng đại quân linh thú, trên cơ bản đã bồi dưỡng xong. Một số hung trùng sống ngắn ngày cũng bắt đầu mạnh mẽ thúc giục, dự tính vài năm nữa có thể dùng chúng quyết chiến với ma tộc. Mặt khác, vì luyện chế mấy món huyền thiên thánh,
khí, mấy vị luyện khí tông sư nhân tộc cũng đã được mời lên đảo. Dự tính khoảng nửa năm sau sẽ cùng nhau hợp lực luyện chế mấy món chí bảo này. Bất quá, phiền toái duy nhất chính là tài liệu luyện chế vẫn chưa vận chuyển lên đảo. Muốn thế phải đi qua mấy khu vực do ma tộc khống chế thì mới có thể chính thức lấy được. Bởi vậy, việc phái người đi tiếp ứng nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vãn bối đề nghị. Linh Vũ nam tử dường như phụ trách tất cả mọi việc hàng ngày trên thánh đảo, một lần liền thành thật kể lại tất cả mọi chuyện. Ngao Khiếu lão tổ ngồi trên ghế lặng lặng nghe, thần sắc nhìn như không đổi, nhưng ánh mắt thường xuyên chớp động tinh mang nhẹ nhẹ. Chờ sau khi lão giả kể xong, những người khác trong đại điện cũng bắt đầu đứng dậy kể lại cho Ngao Khiếu một số chuyện mà mình phụ trách. Sau mấy canh giờ, tất cả mọi người đều nói xong. Ừ, cũng không tệ, bất quá việc này các ngươi có thể tự mình xử lý, không cần lão gia hỏa ta động tay động chân. Lúc này đã không còn sớm, lão phu đi đường dài như thế cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ngao Khiếu lão tổ sau khi nghe xong, không phát biểu gì mà ngược lại đột nhiên đứng dậy, khẽ cười nói. Đám người Bạch Phát lão già nghe xong, không khỏi mắt to chừng mắt nhỏ. Nếu tiền bối đã mệt thì vãn bối sẽ đích thân an bài chỗ ở. Linh Vũ nam tử phản ứng trước tiên, vội cung kính tiến lên nói, sau đó nghiêng người để lộ ra một con đường. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, liền không chút hoang mang đi qua. Ngân Nguyệt hiển nhiên cũng lặng lặng đi theo sau. Vãn bối cung tiễn tiền bối. Mọi người trong điện lúc này mới phản ứng lại, đều khom người đưa tiễn. Đúng rồi, hai người các ngươi lát nữa đến chỗ ta một chuyến, ta còn có một số việc muốn nói. Ngao Khiếu lão tổ sau khi đi tới cửa, dường như nghĩ tới điều gì đó mà đột nhiên quay đầu nhìn hai người trong điện, lấy tay chỉ một cái, thản nhiên nói. Hai người hắn chỉ rõ ràng là Bạch Phát lão già và một gã nam tử cao gầy, sắc mặt âm trầm đang nói nhỏ với những người khác. Hai người này hiển nhiên sửng sốt một trận, nhưng không dám chậm trễ vội vàng lên tiếng đáp ứng. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, lúc này mới lần nữa xoay người đi ra khỏi đại điện. Từ đạo hữu, chẳng lẽ lúc trước ngươi quen biết Ngao Khiếu tiền bối? Trung niên nữ tử hơn 40 tuổi đứng cạnh nam tử cao gầy, sau khi thấy Ngao Khiếu lão tổ rời đi liền không nhịn được hỏi một câu. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1970, Ngân Nguyệt và Thất Tinh Nguyệt Thể. Một vị trưởng bối trong tộc Tại Hạ là người quen cũ với Ngao Khiếu tiền bối, cho nên năm đó cũng ở xa nhìn thấy hai lần. Trên mặt nam tử họ Tư hiện lên một tia dị sắc, miệng hàm hồ trả lời có lệ. Ồ, vậy đạo hữu biết lần này Ngao Khiếu tiền bối tìm ngươi vì chuyện gì không? Con mắt trung niên nữ tử sau khi hơi đổi một chút, thử dò xét hỏi một câu. Không biết, Tại Hạ cũng hồ đồ như đạo hữu, hơn nữa Ngao Khiếu tiền bối cũng không chỉ gọi một mình Tư Mỗ. Không phải ngay cả Lạc huynh cũng được gọi đi sao? Hẳn là có một số việc muốn nói riêng với hai người chúng ta. Nam tử họ Tư lắc đầu nói. Trung niên nữ tử thấy cảnh này, mỉm cười không hỏi thêm gì. Lúc này, mọi người trong đại điện nhất thời cũng không tiếp tục thảo luận gì thêm nữa. Sau khi nói thêm vài câu, Bạch Phát lão già liền tuyên bố kết thúc lần gặp mặt này. Những người liên quan mang theo tâm trạng khác nhau rời khỏi đại điện, trở về chỗ ở của mình. Đồng thời cùng lúc đó, vị Linh Vũ nam tử kia đã dẫn Ngao Khiếu lão tổ và Ngân Nguyệt tới một chỗ yên tĩnh trên đảo. Nơi này không những là nơi có linh khí nồng đậm nhất trên đảo mà thậm chí còn có 7-8 lầu các độc lập cách xa nhau. Những lầu các này chẳng những mỗi một cái đều vô cùng tinh xảo mà còn có chỗ luyện khí, luyện đan, cũng có mật thất, tu luyện được trang bị đầy đủ. Linh Vũ nam tử dẫn Ngao Khiếu lão tổ đến đây tự do lựa chọn. Kết quả nam tử tóc dài tùy ý chìm một tòa lầu các liền nghênh ngang đi vào. Linh Vũ nam tử hiển nhiên không có can đảm nói gì. Sau khi an bài một đám thị nữ liền thức thời cáo từ rời đi. Mà Ngao Khiếu lão tổ sau khi ngồi tại vị trí chủ vị trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi đuổi mấy tên thị nữ xuống. Trong nháy mắt, cả một gian lầu các chỉ còn lại hai người Ngao Khiếu lão tổ và Ngân Nguyệt. Nam tử tóc dài ngồi trên ghế không nói gì, nhưng hai mắt hơi híp lại, phảng phất đang nghĩ đến chuyện gì đó. Mà Ngân Nguyệt vẫn yên tĩnh đứng một bên, đồng dạng không có ý định lên tiếng. Lấy tu vi hiện tại của chất nhi, cộng thêm đan dược mà ta chuẩn bị,
ngươi hoàn toàn có hy vọng trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Nhưng hơn 100 năm qua ngươi lại liên tiếp đột phá thất bại 3 lần. Xem ra không phải điều kiện không đủ mà là thủy chung không thể đột phá tâm ma của bản thân. Nếu lần tiếp theo còn không thành công thì sợ rằng sau này càng khó đột phá. Ngao Khiếu lão tổ nhìn Ngân Nguyệt, thản nhiên nói, là chất nhi vô dụng, đã khiến tổ phụ đại nhân thất vọng. Ngân Nguyệt cúi đầu, khẽ nói, chấp niệm trong lòng ngươi xem ra rất khó hóa giải. Từ sau khi chất nhi ngươi từ hạ giới trở về thì không để ý tới Thiên Khuê nữa, thậm chí còn rời khỏi tộc đàn đến chỗ ta ở. Ta vẫn không hỏi nguyên nhân, cũng không ép ngươi lần nữa hòa giải với Thiên Khuê, chỉ muốn ngươi chậm rãi hóa giải khúc mắc trong lòng. Nhưng không nghĩ tới nhiều năm như vậy, khúc mắc đó ngươi vẫn không được hóa giải được mà ngược lại càng chôn giấu trong lòng càng lúc càng sâu. Ngao Khiếu lắc đầu, giọng nói mặc dù hiền từ nhưng từ lời nói vẫn có thể cảm nhận được một chút thất vọng. Tổ phụ, năm đó ta và Thiên Khuê, Ngân Nguyệt ngẩng đầu, bộ dáng muốn phản biện. Nhưng Ngao Khiếu lão tổ lại khoát tay, cắt đứt lời nàng. Chất, nhi không cần giải thích, ta biết ngươi muốn nói gì. Tiểu tử Thiên Khuê nọ thừa dịp ta bế quan mà làm trái lời hứa lúc đầu với ta. Chưa chờ chất nhi tiến giai cảnh giới hợp thể kỳ mà đã định lấy đi nguyên âm chi thể của ngươi. Sau đó, vì không thực hiện được lại âm thầm động tay động chân khiến nguyên thần của ngươi một chia làm hai. Hại ngươi phải chịu nỗi khổ phần hồn hơn ngàn năm. Sau đó, hắn lại mượn hồn niệm của chất nhi hạ giới. Lại động tay động chân vào nghịch tinh bản khiến chất nhi không thể kịp thời trở về linh giới. Việc này, còn muốn ta nói gì nữa không? Ngao Khiếu lão tổ vừa nói, khuôn mặt vốn thanh tú nho nhã lại đột nhiên hiện lên vẻ oán hận mà vỗ mạnh tay lên chỗ để tay trên ghế. Trên tay chợt lóe quang diễm, chỗ để tay liền không chút tiếng động hư không tiêu thất, ngay cả một chút cho tàn cũng không lưu lại. Tổ phụ, lão nhân gia người đã biết, thân hình Ngân Nguyệt run lên, sắc mặt thoáng cái trắng bạch, không chút huyết sắc. Hừ, chất nhi tưởng rằng ta đã già đến mức hồ đồ sao? Ngay cả việc chất nhi mình bị người khác khi dễ mà cũng không biết. Nếu không phải vì lang tộc nhất mạch không có hậu bối nào khác có thể kế thừa ngôi vị lang vương mà thọ nguyên ta cũng không còn dài, không thể chống đỡ lang tộc nhất mạch thì ta đã sớm lột ra rút gân tiểu tử này. Hắn còn có thể tiếp tục tiêu dao ngồi ở vị trí yêu vương sao? Ngao Khiếu lão tổ hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói. Ngân Nguyệt nghe đến đó, sắc mặt càng trở nên tái nhợt nhưng lại cười khổ một tiếng. Nói đến thì cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Chất nhi trên danh nghĩa dù sao cũng là vương phi của hắn. Tu vi hắn nhiều năm không tiến thêm, mà hắn lại biết rõ nguyên âm của chất nhi có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. Đối với chất nhi động chút tay chân cũng là điều khó tránh khỏi. Chất nhi lại còn nói tốt cho hắn à. Trước khi chưa gả cho hắn, chất nhi người cũng là thánh nữ của Ngân Nguyệt nhất tộc chúng ta. Trước khi công pháp chưa đại thành, một khi trao thân liền hao tổn thọ nguyên. Hắn thân là lang vương như thế nào không biết đạo lý này. Hơn nữa sau khi cưới cháu, sủng cơ bên cạnh hắn đông như mây, cũng không nể mặt mũi chất nhi chút nào. Ta thấy từ khi hắn lên làm yêu vương giống như đã quên mất Ngân Nguyệt nhất tộc chúng ta mới là yêu lang vương tộc. Nếu không phải đời này hậu bối thật sự quá kém, ngay cả một tồn tại hợp thể kỳ cũng không có thì ta sao lại nâng đỡ một người ngoài ngồi lên vị trí lang vương. Trên mặt Ngao Khiếu lão tổ hiện lên một tầng sát khí, có chút giận dữ nói. Ngân Nguyệt cắn môi, cuối cùng thở dài không nói gì. Bất quá, lần này chất nhi hạ giới, sau khi nếm trải một hồi đau khổ, thất tinh nguyệt thể ngoài ý muốn đã thức tỉnh, cũng xem như trong họa gặp phúc. Lấy tư chất ban đầu của ngươi, hơn phân nửa tu luyện đến cảnh giới luyện hư kỳ là hết mức, nhưng hiện tại có thất tinh nguyệt thể, sau này tiến giai đại thừa kỳ cũng không phải là không có hy vọng. Tư chất lão phu năm đó cũng không nghịch thiên bao nhiêu nhưng cũng giống cháu, sau khi thức tinh thất tinh nguyệt thể mới đạt tới cảnh giới hôm nay. Nói đến đây, hai mắt Ngao Khiếu lão tổ dần sáng ngời lên. Nhưng bản thân chất nhi không muốn có loại phúc khí này. Ngân Nguyệt lắc đầu, sắc mặt vẫn trắng bệch, nói. Ta biết mấy năm nay chất nhi chịu nhiều khổ cực, nhưng chất nhi đã có tiềm lực tiến giai hợp thể kỳ. Lão phu hiển nhiên không cần cố kỵ nữa. Thiên Khuê tốt nhất là sau này chết cùng tôn giả ma tộc trong đại chiến. Nếu không một khi ma kiếp chấm dứt, lão phu cũng không để hắn chiếm cứ ngôi vị lang vương. Ý tổ phụ là, Ngân Nguyệt cả kinh, nhìn nam tử tóc dài, có chút sợ hãi.
Thất Đại Yêu Vương cũng không phải là không cho phép nữ tử đảm nhiệm. Lúc đầu giúp một tên ngoại nhân leo lên ngôi vị lang vương ta đã không muốn rồi. Hiện tại Chất Nhi và Thiên Khuê đã không còn tình cảm. Vợ chồng, ngôi vị lang vương này lão phu hiển nhiên muốn lấy lại cho Chất Nhi ngươi. Ngao Khiếu lão tổ không chút chần chờ, nói. Điều này có chút không ổn. Cái miệng nhỏ nhắn của Ngân Nguyệt mở ra hơn nửa. Sau một lúc lâu mới thì thào nói. Có gì mà không ổn? Cũng không phải lão phu sinh ác ý mà là bản thân Thiên Khuê đã hạ độc thủ với Chất Nhi trước. Chẳng lẽ Chất Nhi còn chưa dứt được tình cũ với hắn? Sắc mặt Ngao Khiếu lão tổ lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại đầy hàn ý. Chuyện xảy ra năm đó, Chất Nhi và hắn đã không phải là kẻ thù là tốt rồi. Nào còn có tình cảm gì nữa? Chỉ là, mặc dù Chất Nhi có được thất tinh nguyệt thể nhưng có thể tiến giai hợp thể kỳ hay không vẫn là chuyện khó nói. Vạn nhất không được thì lang tộc chúng ta vẫn phải để Thiên Khuê chống đỡ bên ngoài. Ngân Nguyệt do dự một chút mới cười khổ, nói. Tâm ma của Chất Nhi một khi chưa giải trừ thì đích xác khó có thể tiến giai hợp thể kỳ. Mà hiện tại đại chiến với ma tộc sắp bộc phát cũng không thể chờ Chất Nhi chậm rãi tiến giai được nữa. Vạn nhất lão phu không thể toàn thân trở ra thì Chất Nhi có thể gặp nguy hiểm. Cũng được, ta chỉ có thể phá lệ ra tay giúp Chất Nhi một lần. Chất Nhi trước tiên xem thứ ghi trong ngọc giản này rồi nói tiếp. Ngao Khiếu lão tổ nhướng mày, sau khi thở dài một hơi đột nhiên há miệng phun ra một khối ngọc giản màu xanh, chậm rãi bay về phía Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt có chút nghi hoặc nhưng vẫn giơ tay bắt lấy ngọc giản. Sau khi áp lên trán liền đem một tia thần niệm dò xét vào trong. Vong tình quyết, thần niệm sau khi vội vã đảo qua trong ngọc giản, Ngân Nguyệt liền bật thốt lên. Không sai. Vong tình quyết này là một bộ thượng cổ bí thuật năm đó trong lúc ta vô tình có được. Chẳng những uy lực vô cùng lớn mà lại có hiệu quả khó tin đối với tu luyện tâm cảnh. Sau khi Chất Nhi quyết định tu luyện, ta sẽ dùng bí thuật khác giúp Chất Nhi nhanh chóng tu luyện thành công. Hơn phân nửa có thể tu bổ phần tâm cảnh thiếu khuyết. Như vậy, việc tiến giai hợp thể kỳ không thành vấn đề. Bất quá cũng có rủi ro, hậu hoạn sau khi tu luyện cũng không nhỏ. Theo như lời phía sau khẩu quyết ghi lại thì một khi tu luyện thành công quyết này, thất tình lục dục dần lãnh đạm. Nếu hoàn toàn tu luyện đại thành, thậm chí còn có thể hoàn toàn biến mất. Điểm này kỳ thật cũng không có gì, mấu chốt là tu luyện bí thuật này có chút quá kích, sợ rằng đối với việc tiến giai đại thừa kỳ sau này của Chất Nhi có ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vậy, lợi hại trong đó Chất Nhi nên cân nhắc kỹ. Ngao Khiếu lão tổ nhìn Ngân Nguyệt, trong mắt lộ ra một chút mâu thuẫn. Ngân Nguyệt một bên dùng thần niệm dò xét ngọc giản, một bên nghe tổ phụ nói. Sắc mặt không khỏi liên tiếp biến đổi mấy lần, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Mà sau khi Ngao Khiếu lão tổ nói xong, ngược lại chậm rãi nhắm mắt rồi không hề nói gì nữa, bộ dáng như bình thản chờ quyết định của Ngân Nguyệt. Sau thời gian một bữa cơm, Ngân Nguyệt mới hạ ngọc giản xuống, bình tĩnh suy nghĩ. Lại trải qua một lát, Ngân Phát nữ tử mới nhíu mày, dường như đã hạ quyết định, ngẩng đầu nhìn Ngao Khiếu lão tổ, ngưng trọng hỏi một câu, tổ phụ đại nhân, dùng bí thuật này trước khi quyết chiến với ma tộc có thể khiến Chất Nhi tiến giai hợp thể kỳ được sao? Không dám nói là 10 phần nắm chắc nhưng ít nhất cũng đến 7-8 phần. Nếu không ta cũng không dễ dàng lấy ra như thế. Bất quá, Chất Nhi đừng vội quyết định, cứ suy nghĩ vài ngày rồi trả lời cũng không muộn. Ngao Khiếu lão tổ mở hai mắt nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt, nói từng chữ một. Các bạn vừa nghe xong tập 197 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.